ngự tỷ sinh tươi này là đệ nhất mỹ nhân của thế giới hiện thời nhưng cô lại không tự cảm thấy điều này không chỉ bản thân có thói quen lôi thôi lếch mà căn nhà của cô đã hai năm rưỡi rồi chưa được dọn dẹp hơn nữa mỗi ngày cô còn quấn những giải băng vải lên người ra ngoài bay lượn khắp trời lần này ra khỏi nhà cô dự định tìm một công cụ hình người cho mình anh chàng lâm cửu u chính là kẻ xui xẻo bị chọn chúng ở thế giới của mình lâm cửu u vốn là một tác giả truyện tranh nhưng trong một lần nọ khi đang vẽ tranh máy tính của anh đột nhiên trục trặc. hơn nữa màn hình không chuyển xanh mà còn chuyển đỏ lâm cửu u vừa kinh ngạc vừa lo lắng trong đó không chỉ có bản thảo chuyện tranh chưa lưu của anh mà còn một list tư liệu vợ của anh nữa kết quả ngay sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của anh một cánh tay vươn ra từ trong màn hình trực tiếp kéo anh vào bên trong máy tính lúc anh tỉnh lại thì thấy mình đã đến thế giới khác rồi còn bị người khác táng cho một bạt tay anh đưa mắt nhìn lại thấy là cô gái tóc trắng đã đánh anh và nói ngay cả chúc cơ cũng không phải lại biết dùng hiến xa chú tiểu tử ngươi thật là chán sống rồi thì ra chuyện xuyên không của Lâm Cửu U không phải là ngoài ý muốn, trong một đêm tối đen gió lớn, nguyên thân của anh ở tại phủ đệ Lâm gia bị một đám hắc y nhân hãm hại, bọn họ ném những lá bùa lên trên không trung, sau khi rơi vào lâm gia, số bùa này lại hình thành nên một trận pháp không rõ tên, ngay sau đó trong lâm gia xuất hiện vô số tử thi, trong tình huống không có phòng bị, tất cả tỷ nữ, người hầu và hộ vệ do lâm gia nuôi dưỡng đều bị những tử thi này cắn chết, vì để bảo vệ nguyên thân, mẫu thân cậu ấy đã giấu cậu ấy vào một nơi bí mật, nhưng kết quả vẫn bị tử thi tìm thấy cho nên bà ấy đã trực tiếp xả thân cho tử thi ăn để con mình có cơ hội chạy trốn tìm ra hung thủ báo thủ cuối cùng bà ấy cứ thế mất mạng trước mặt cậu ấy tấm thảm kịch nhân gian này khiến nguyên thân sụp đổ hai mắt cậu ấy đỏ ngầu cậu ấy cắn nát ngón tay của mình viết ra triệu hoán khế ước ma thần chỉ cần có thể báo mối huyết hải thâm thù này cho dù hiến tế thân thể này của bản thân thì đã sao chỉ cần có thể trả mối thù sâu nặng này cho dù cậu ấy vĩnh viễn không được siêu sinh đều được còn mỹ nữ tóc trắng đang đi tìm công cụ hình người tên linh tuyền này đã bất ngờ phát hiện ra thảm trạng của lâm phủ mặc dù cô đã tiêu diệt hết tử thi trong lâm phủ nhưng khế ước hiến tế kia hình như vẫn không dừng lại kết quả tạo thành chính là màn xuyên không ngoài ý muốn của lâm cửu u lâm cửu u phát giác tình hình xung quanh vô cùng ngơ ngác thân là người hiện đại, anh hiểu rõ bản thân mình đã xuyên không rồi. Nhưng tại sao lại không giống với những tiền bối đã xuyên không kia, không phải là có nhan trị phun cấp, thực lực thiên hạ vô địch, nhận được sự yêu thích của vô số em gái. Sao bây giờ vừa mở màn, anh đã là kẻ nhà tan cửa nát, còn có một bà điên đứng trước mặt anh. Lúc này Lâm Cửu U định nói gì đó, nhưng một lời cảnh báo lại hiện ra trước mắt anh, bảo anh phải chú ý đừng tiết lộ thân phận, nếu không sẽ bị nổ chết trong 10 giây. Lâm Cửu U lập tức lắp ba lắp bắp, Linh Tuyền cũng không quan tâm nhiều như thế, trực tiếp dẫn Lâm Cửu U về núi cô Lôn còn lâm cửu u thì ôm phi kiếm run cầm cập không lâu sau linh tuyền dừng phi kiếm lại nói một tiếng u lâm cửu u lập tức ngơ ngẩn ngã xuống đất đến mức mông nở hoa lâm cửu u tức tối lớn tiếng mắng chửi linh tuyền cô bị bệnh à kết quả linh tuyền lại đột nhiên tiến gần tới anh linh tuyền ngửi lâm cửu u khiến anh đỏ mặt tía tai lâm cửu u hoang mang hỏi linh tuyền đang ngửi gì linh tuyền không thèm trả lời lâm cửu u chỉ nói ngươi đường đường là thiếu chủ lâm gia vậy mà cả trúc cơ cũng không đặt đến không phải cha mẹ lôi ngươi ra từ trong thùng rác đấy chứ Lâm Cửu U nghe thấy cái tên trúc cơ này đã ngẩn người một lúc, sau đó lập tức hiểu ra bản thân đã xuyên không đến thế giới tu tiên rồi, đồng thời cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Anh còn tưởng rằng mình đã xuyên không đến thế giới zombie vây thành phiên bản cổ đại. Linh Tuyền nhìn thấy Lâm Cửu U khờ khạo cũng rất hài lòng, ngốc nga ngốc nghếch chắc hẳn sẽ rất giải sầu. Lúc này Lâm Cửu U tò mò hỏi hỏi Linh Tuyền là tu vi gì. Linh Tuyền nghe xong bảo sống lâu quá rồi cũng đã quên mất, nhưng chắc là xuất hiếu kỳ lâm cửu u nghe xong hai mắt lập tức phát sáng sức hiếu kỳ chẳng phải là cảnh giới cao cấp của luyện thần phản hư sao không ngờ bà cô này lại là tuyệt thế cao thủ hách hệ thống cộng thêm hình người đây không phải chính là thiết lập khởi đầu mà người xuyên không tha thiết mơ ước sao ngay sau đó lâm cửu u ra sức dập đầu một cái anh hô to sau này người chính là sư phụ của ta rồi một ngày làm thầy cả đời làm mẹ nhưng linh tuyền lại hỏi ngươi không hối hận à thật sự muốn bái ta làm sư sao lâm cửu u trực tiếp bò tới ôm lấy chân của linh tuyền vừa cọ và vừa nói tuyệt đối không hối hận nhưng không lâu sau lâm cửu u thật sự muốn đánh bản thân mình một bà tay tại sao lại nói một cách dứt khoát như thế hang ổ của linh tuyền là một ngôi nhà tranh lâm cửu u vẫn còn muốn đấu tranh hỏi đây là nhà xí phải không nhưng linh tuyền lại rất khẳng định đây chính là nơi sau này ngươi phải ở bên ngoài thoạt nhìn hơi đổ nát nhưng dù sao trước kia thập bát phong cũng chỉ có một mình ta cũng lười quét dọn thì ra núi Côn Lôn có tổng cộng 18 ngọn núi, mỗi ngọn núi có phong chủ riêng chấn thủ. Lâm Cửu U chỉ có thể đờ người đi theo Linh Tuyền vào nhà. Lúc Linh Tuyền vừa định mở cửa thì tay cầm cửa gãy ra, cánh cửa nhà cũng ngã xuống theo. Vẻ mặt Linh Tuyền vẫn là không hề để tâm. Cô bảo Lâm Cửu U sau này tìm công cụ sửa lại. Lúc Lâm Cửu U bước vào nhà, một luồng khí độc lập tức ập vào người anh, sau đó cả người anh đã hóa đá rồi. Trong phòng không chỉ có quần áo vứt bừa bãi khắp nơi mà ngay cả hạt trái cây, giấy đã sử dụng cũng chất đầy cả nhà. Linh Tuyền còn không quên nhắc nhở Lâm Cửu U, lúc giặt quần áo phải chia áo ngoài và nội y ra giặt riêng, nếu không sẽ không có vệ sinh. Lâm Cửu U bất lực chửi bới. Đại tỷ à, số quần áo này ít nhất đã 2 năm rưỡi chưa giặt rồi, đều đóng mốc rồi, cũng không có liên quan gì đến vệ sinh có biết không? Sau khi giao việc xong, Linh Tuyền cũng không thèm quan tâm đến Lâm Cửu U nữa, cô phải đi ngủ một giấc để dưỡng nhan. Đợi sau khi thức dậy, vi sư sẽ giúp ngươi kiểm tra cơ thể một chút, xem thử tại sao lại không có cách nào đột phá được trúc cơ. Còn Lâm Cửu U đã tê dại cả người rồi, bây giờ còn bái nhầm sư phụ vô tích sự này, rõ ràng cô xem anh như công cụ hình người để sai khiến bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới ở lại đây làm bảo mẫu cho bà điên này khó khăn lắm mới xuyên không không cần chạy deadline nữa tiếp theo anh phải từ từ hưởng thụ cuộc đời này như lâm cửu u còn chưa ra khỏi cửa thì hệ thống check in harmony đã kích hoạt đồng thời nhắc nhở anh nơi này là linh mạch tuyệt giai trong phạm vi ngàn dặm check in ở đây có thể thăng tiên ngay tại chỗ lâm cửu u lập tức dừng chân lại kiểm tra tỉ mỉ thuyết minh của hệ thống thì ra mỗi ngày chỉ có thể check in một lần check in càng gần với linh mạch thì thứ thu hoạch được càng tốt đồng thời check in phân thành check in mỗi ngày, check in liên tục 7 ngày, check in liên tục 30 ngày, check in liên tục 1 năm, check in liên tục 10 năm. Ngoại trừ check in mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được linh lực ra, những hình thức khác có thể thu hoạch được kỹ năng hoặc đạo cụ màu lục, màu lam, màu tím và màu cam. Lâm Cửu U vừa liếc qua đã nhìn chằm chằm vào phần thưởng check in màu cam. Mặc dù thoạt nhìn 10 năm rất lâu, nhưng đây chỉ là đối với người khác, đối với một họa sĩ truyện tranh nhiều kỳ mà nói thì 10 năm cũng như một ngày mà thôi, quá đơn giản chỉ là tại sao lại chọn chúng anh để xuyên không nói là do triệu hoán hiến tế của nguyên thân thì anh không tin hơn nữa quy tắc check in này giống như một quy tắc được thiết kế riêng cho anh vậy lâm cửu u suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra quyết định không nghĩ nữa đi một bước tính một bước vậy dù sao bây giờ cũng đang ở trên linh mạch tuyệt giai phải tận dụng tốt mới được lúc này hệ thống nhắc nhở lâm cửu u liệu có muốn bắt đầu check in từ hôm nay không lâm cửu u đã chọn ok ngay lập tức linh lực nhận được từ nhiệm vụ check in hàng ngày bắt đầu hội tụ vào đan điền của lâm cửu u lâm cửu u có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể đang di chuyển nhưng không có cảm giác thực chất gì là đã có nếu như có một bảng điều khiển chữ số thì tốt rồi hệ thống lập tức hiển thị bảng điều khiển cá nhân của lâm cửu u cho anh xem trên đó ghi nhận rõ ràng điểm linh lực mà anh nhận được sau khi check in hôm nay lâm cửu u nhìn thấy rất hài lòng bây giờ anh lại hơi tò mò sau khi check in một tuần sẽ nhận được phần thưởng gì nhưng muốn được phần thưởng thì phải chịu đựng sống qua ngày ở nơi này rồi nhìn căn phòng đóng rong lâm cửu u lại trở nên tê dại nếu như không vắt cạn linh mạch của nơi này thì rất có lỗi với việc ép bản thân mình xả thân ở lại đột nhiên lâm cửu u ngẩn người ra rồi đau đớn quỳ lên mặt đất bây giờ cả đầu anh giống như đang nổ tung trong cơn đau đớn, một dòng ký ức của Nguyên Thân tràn vào đầu óc của anh, đó là lời chế giễu và nhục mạ của tất cả mọi người đối với Nguyên Thân, bọn họ câu nào câu nấy cũng đều không rời khỏi hai chữ phế vật. Tiếp đó, một âm thanh vang lên trong đầu anh, báo thù, ta muốn báo thù, báo thù cho ta, Lâm Cửu U ở thế giới bên ngoài cũng theo bản năng gào lên câu nói này. Sau khi tỉnh táo lại, anh không biết vừa rồi bản thân là thế nào nữa. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn tột độ truyền đến từ tim anh, Lâm Cửu U cởi áo ra, phát hiện phần ngực của mình đã xuất hiện một phù văn khó hiểu lúc này một bàn chân ngọc ngà bước tới một giọng nói đầy vẻ bất mãn nối tiếp vang lên vừa gào vừa kêu ngươi đang làm gì thế không phải ta bảo ngươi giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp vệ sinh sao nhìn bóng người đi tới lâm cửu u không khỏi đỏ mặt hỏi cô là ai linh tuyền mặc một bộ váy dài màu kem hoàn hảo tôn lên vóc người đáng tự hào của cô dường như chỉ một chút trưng diện đơn giản cộng thêm dung nhan đẹp đẽ đó cô đã hoàn toàn trở thành dáng vẻ của một nữ thần cũng khó trách lâm cửu u không nhận ra cô sau khi nghe cô nói là sư phụ của mình lâm cửu u ngơ ngẩn cả người nữ thần này thật sự là sư phụ như bà điên lôi thôi lếch thếch của anh sao linh tuyền vén mái tóc mượt mà một chút nói một câu khiến lâm cửu u cạn lời cực độ cô bảo anh xuống núi mua cho cô hai bình rượu còn phải là rượu cao lương của tiệm rượu tây thị vương thị gì đó linh tuyền thấy lâm cửu u ngơ ngác nhìn cô nghi ngờ hỏi ngươi làm sao thế đột nhiên ánh mắt linh tuyền ngưng động lại cô nhìn thấy phù văn trên ngực của lâm cửu u thì ra là hiến xá chú đang kết ấn à chẳng trách ngươi gào khóc thảm thiết lâm cửu u nghi ngờ hiên xa chú lại là thứ gì linh tuyền trả lời đó là một loại cấm thuật người hiến tế chắc chắn có tâm nguyện chưa hoàn thành ngươi thảm rồi nếu như ngươi không giúp hắn hoàn thành tâm nguyện thì ngươi sẽ chết lâm cửu u càng muốn biết ấn chú trước ngực anh là gì linh tuyền lại bảo lâm cửu u bớt làm ra vẻ hiểu rõ mà giả hồ đồ với cô ngươi là ai ta không rõ nhưng ngươi tuyệt đối không phải là tiểu tử của lâm ra đó lâm cửu u lập tức đổ mồ hôi lạnh sư phụ nếu như người đều đã biết rồi tại sao còn muốn nhận ta làm đồ đệ linh tuyền trả lời có phải tiểu tử lâm ra hay không liên quan gì đến ta bây giờ ngươi là đồ đệ của ta vi sư bảo ngươi đi mua rượu không tuân mệnh sư phụ thì sẽ có môn quy hầu hạ hơn nữa sư phụ của ta từng nói với ta sư phụ chỉ nhận vào cửa tu hành tại bản thân gọi tắt là chỉ biết chỉ tay năm ngón như lâm cửu u càng muốn biết trước đó nói anh sẽ chết là có ý gì linh tuyền bĩu môi sao lại có người ngốc đến thế nhỉ đã nói rất rõ ràng rồi bây giờ nhanh chóng đi mua rượu cho ta còn nữa đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn bái vào môn hạ của ta sống là người của ta chết là ma của ta Lâm Cửu U không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, anh thầm mắng trong lòng. Đồ đàn bà xấu xa, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ check in đến cảnh giới đại thừa, lúc đó nhất định sẽ bắt cô quỳ xuống cầu xin. Lâm Cửu U chạy điên cuồng hai tiếng, cuối cùng đã đến được địa điểm mục tiêu. Nhìn cảnh tượng phồn hoa này, Lâm Cửu U ngơ ngẩn. Anh không biết rượu cao lương Tây Thị Vương Thị ở đâu, anh chỉ có thể tìm một bà lão để hỏi đường. Sau khi biết được phương hướng cụ thể, Lâm Cửu U định lập tức qua đó, kết quả anh bị người khác ấn vai ngăn lại. Rõ ràng người đó nhận ra được thân phận của anh. Chỉ vì hắn ta mở miệng ra là phế vật lâm gia, bây giờ thấy lâm gia bị diệt môn, chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi như anh, không hề kiêng nể mà buông lời chế giễu anh, Lâm Cửu U vô cùng cạn lời, hoàn toàn không muốn để ý đến ba kẻ ngớ ngẩn như bọn họ. Dù sao bị chó cắn cũng không thể cắn ngược lại chó, nhưng sắc mặt của Lâm Cửu U lại khiến tên cầm đầu kia cảm thấy chướng mắt, đã bị diệt môn rồi còn ngạo mạn như vậy. Hắn ta nắm chặt nắm tay, muốn đánh về phía Lâm Cửu U, hệ thống liền nhắc nhở có nguy hiểm, hỏi Lâm Cửu U có muốn dùng điểm linh lực để đổi trúc cơ cảnh không? ngay lập tức lâm cửu u tiêu hao 800 điểm linh lực thực lực nâng lên đến trúc cơ cảnh ở thế giới bên ngoài tất cả quá trình này diễn ra không đến một giây lâm cửu u đối mặt với cú đấm đang ập đến lập tức bắn người ra phía sau của hắn ta sau đó hung hăng đạp một cước vào hắn ta người tên vương công tử này bị lâm cửu u đạp bay xa ra khỏi con đường còn lâm cửu u thì hài lòng thỏa mãn bước đi mua rượu kết quả vì chuyện chậm trễ trước đó nên tiệm rượu vương thị này đã đóng cửa rồi vậy không phải tiêu rồi sao nếu như tay không trở về tuyệt đối sẽ bị sư phụ đánh chết nhưng đều là rượu cao lương cả thôi những tiệm khác chắc hẳn cũng được cuối cùng lâm cửu u chết lặng vì tất cả tiệm rượu đều đã đóng cửa lâm cửu u bất lực chửi bới tiệm nào tiệm nấy cũng đóng cửa sớm như vậy không có cuộc sống về đêm sao lâm cửu u cứ thế đi mãi bất ngờ hoặc nói là vô ý lại đến phủ đệ lâm ra ngày trước Nơi này không khỏi khiến anh hồi tưởng lại những hình ảnh trước đó, cũng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp Linh Tuyền. Lúc đó Linh Tuyền vốn đang giáo huấn anh tại sao lại dùng hiến xa chú, kết quả lại có một tử thi muốn đánh lén Linh Tuyền. Nó đã bị cô tung một cước đá tan nát. Nhớ lại lực chân khủng khiếp đó của Linh Tuyền, Lâm Cửu U quyết định vẫn nên nhanh chóng tìm rượu. Anh không có cơ hội xuyên không thứ hai, đột nhiên một cơn đau truyền đến từ ấn chú trên ngực anh, mà ấn chú đó lại hô ứng với lá bùa trên tường của Lâm gia. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo thò ra từ trong đống đổ nát. Nhìn tử thi từ từ đứng lên, Lâm Cửu U hoàn toàn không ngờ tử thi của Lâm gia lại chưa chết hết, những tử thi này có thể giết sạch tất cả người của Lâm gia, thiết nghĩ bây giờ anh không thể đối phó, làm thế nào đây, không phải là mình sắp bị xử rồi chứ? Lúc tử thi xông về phía Lâm Cửu U, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng, cẩn thận, tiếp theo đó là vô số phi đao lao tới, số phi đao này xuyên qua tử thi, khiến toàn bộ chúng hóa thành mảnh vụn lâm cửu u chăm chú nhìn phát hiện có ba bóng người từ từ đi về phía anh người dẫn đầu là một cô gái thanh thuần đáng yêu còn quan tâm hỏi han anh không sao chứ lâm cửu u đang muốn trả lời cô ấy nhưng ngay lập tức phía sau người anh lại xuất hiện hai tử thi khiến lời nói của anh nghẹn lại ở cổ họng cô ấy thấy thế lập tức biến thành một tàn ảnh chạy về phía của lâm cửu u tiếp theo cô ấy dùng lực đạp lên mặt đất một cái nhảy bật cao lên trước mặt lâm cửu u sau đó vung cây quạt xếp trong tay một cái hai lưỡi phi đao đâm xuyên qua tử thi phía sau người lâm cửu u một loạt thao tác vô cùng trôi chảy như nước chảy mây trôi sau đó cô ấy nho nhã đáp xuống mặt đất một cách hoàn mỹ vẻ mặt tươi cười nhìn lâm cửu u lâm cửu u nhìn thấy vội vàng nói lời cảm ơn cô ấy trả lời tiện tay giúp đỡ mà thôi trừ ma vệ đạo là nghĩa vụ của những người tu hành bọn ta sau đó cô ấy vung chiếc quạt xếp trong tay lần nữa lấy lá bùa trên tường xuống cô ấy nói với lâm cửu u tử thi đó chắc hẳn là do lá bùa này gây chuyện không biết công tử là người nơi nào sao lại bị hạ đoạn hồn chú lâm cửu u im lặng một lúc quay đầu lại nhìn phủ đệ lâm gia từ từ nói tôi là cô nhi của lâm gia này đồng thời nội tâm anh cũng đã bật khóc đoạn hồn chú nghe ra chính là chú thuật âm độc vô cùng rồi rốt cuộc là hận người của lâm gia đến mức nào mới hạ loại độc thủ này cô ấy nghe xong không khỏi nắm chặt cây quạt xếp trong tay cảm thấy đau lòng cho lâm cửu u sau đó cô ấy giao lá bùa cho lâm cửu u bảo anh cất kỹ lá bùa này có lẽ sau này sẽ hữu dụng lâm cửu u nhận lấy cảm thấy hơi ngại ngùng hỏi tên cô ấy cô ấy khẽ vén mái tóc đẹp tao nhã lên tiếng trả lời ta họ liễu tên vũ tây giang đàm lạc nguyệt phục tây tà kim tư thích vũ thịnh âm dung Tên hay, Lâm Cửu U phát ra lời cảm thán như thế, lúc này hộ vệ phía sau người Liễu Vũ Tây nhắc nhở cô ấy không còn sớm nữa. Liễu Vũ Tây khẽ gật đầu, rồi nói với Lâm Cửu U, ta phải đi rồi. Lâm Cửu U thấy thế, đương nhiên không nỡ, anh hỏi sau này phải làm sao mới có thể gặp được cô ấy. Liễu Vũ Tây xoay người lại nhìn Lâm Cửu U một cái, nở một nụ cười tươi đẹp với anh và nói, có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Lâm Cửu U lập tức bị mê hoặc, bây giờ anh rất muốn nói một câu, mẹ ơi con biết yêu rồi. Lâm Cửu U còn chưa kịp nhìn Liễu Vũ Tây thêm một chút thì đã bị hồ lô rượu trong tay thu hút, sắc mặt anh bắt đầu trắng bệch, anh đã quên mua rượu mất rồi. Lâm Cửu U trở về ngôi nhà tranh, chỉ có thể cầu nguyện sư phụ đã ngủ rồi, nhưng lại có một bàn chân ngọc ngà đưa ra, Lâm Cửu U còn chưa kịp phản ứng thì bàn chân đó đã dùng lực đạp lên trên mặt anh, Lâm Cửu U lập tức bị đá đến ngây người, mà chủ nhân của đôi chân ngọc ngà đó chính là sư phụ mỹ nữ của Lâm Cửu U, Linh Tuyền. Cô tức hồng học nhìn Lâm Cửu U, chất vấn anh đã đi đến đâu mua rượu. Cô tức tối, đang muốn giáo huấn Lâm Cửu U, nhưng lại nghe Lâm Cửu U kể chuyện suýt chút mất mạng trong lúc đi mua rượu, lại nhìn thấy nguyên nhân chính khiến anh rơi vào nguy cơ. Linh Tuyền lập tức bảo Lâm Cửu U đưa lá bùa cho cô. Lâm Cửu U vốn không định đưa, vì dù sao trước đó Liễu Vũ Tây cũng bảo anh bảo quản kỹ nó. Kết quả anh lại nghe Linh Tuyền nói, nếu như không hủy lá bùa thì những thứ dơ bẩn đó sẽ còn tìm đến ngươi, không sợ chết thì cứ giữ lại làm báu vật ra chuyển đi. Lâm Cửu U lập tức đưa lá bùa cho Linh Tuyền. Để sư phụ bảo quản cũng vậy. Sau đó Linh Tuyền nhìn Lâm Cửu U và nói: không mua được rượu thì thôi đi lát nữa đi thu dọn một số điển tịch ra mấy ngày nay ngươi xem cho kỹ ngày mai vi sư sẽ giúp ngươi kiểm tra thân thể đàng hoàng lâm cửu u nghe xong gãi đầu khẽ lên tiếng hỏi không mua được rượu người không tức giận à linh tuyền thản nhiên trả lời một câu không sao chỉ là lâm cửu u không nhìn thấy được trên gương mặt xinh đẹp của linh tuyền xuất hiện một tia ửng đỏ nhẹ nhẹ thời gian thấm thoát đến ngày hôm sau linh tuyền ngáp một cái nhìn lâm cửu u cảm thấy hơi tò mò anh ngồi trên tảng đá làm gì Thực tế Lâm Cửu U đang check-in hệ thống, đồng thời thu hoạch được 980 điểm linh lực, nhưng điểm linh lực mỗi ngày đều sẽ giảm dần. Lâm Cửu U quyết định tìm kiếm một địa điểm check-in trước, lúc này có lẽ là vận may tốt, một chiếc hộp check-in bí mật rơi ra. Lâm Cửu U tò mò nhìn chiếc hộp bí mật trong tay, lập tức lựa chọn mở ra, nhưng hộp bí mật lại mở ra một nhiệm vụ, nếu Lâm Cửu U tham gia Thiên Viêm Đại hội của Côn Lôn vào ngày mai sẽ được tặng 1000 điểm linh lực, nếu từ bỏ nhiệm vụ sẽ bị trừ 500 điểm linh lực. Lâm Cửu U cạn lời, xem ra không thể tùy tiện mở hộp bí mật. Mặc dù 500 điểm linh lực không phải quá nhiều, nhưng đến cảnh giới tiếp theo cũng không biết cần bao nhiêu điểm linh lực nữa. Trước mắt vẫn là có thể không lãng phí thì không nên lãng phí, chỉ là không biết Thiên Viêm Đại hội lại là thứ gì. Linh Tuyền ngáp một cái, nói với Lâm Cửu U, "Thiên Viêm Đại hội là đại hội thí luyện của đệ tử mới nhập môn thuộc các ngọn núi ở Côn Lôn, để một số phong chủ không có danh tiếng có cơ hội thu nhận đệ tử." Nghe thấy câu trả lời của Linh Tuyền, Lâm Cửu U giật mình, "Sư phụ, người xuất hiện từ lúc nào thế?" Linh Tuyền ngồi xuống bên cạnh Lâm Cửu U, "Ta đứng sau lưng ngươi khoảng 5 phút rồi, ngươi cũng không phát giác." đồng thời cô hỏi anh từ đâu nghe được thiên viêm đại hội thế lâm cửu u tùy tiện tìm một cái cớ biết được từ ký ức trong đầu đồng thời anh thầm chửi bới trong lòng còn tư thế nào phóng khoáng hơn nữa không linh tuyền gật đầu không nghi ngờ gì dù sao trước kia lâm ra cũng là thế gia tu chân lâm cửu u cảm thấy hơi tò mò rằng thập bát phong của họ còn có người khác không linh tuyền trả lời không có ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta ngươi quan tâm thiên viêm đại hội như thế chẳng lẽ muốn tham gia à lâm cửu u sờ đầu nói đệ tử rất tò mò muốn đi góp vui linh tuyền bĩu môi loại đại hội đó vô vị chết được không có gì đáng để tham gia nhưng đệ tử từ giới quê lên chưa từng thấy qua việc đời đương nhiên là rất tò mò linh tuyền lập tức liếc mắt nhìn về phía anh lên tiếng chất vấn tiểu tử lâm ra hiến tế bản thân để triệu hoán một người dưới quê ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à ngay sau đó linh tuyền nắm chặt lấy tay của lâm cửu u cảm nhận một lượt cảm thấy có chút thú vị sau đó cô ném tay anh trở về xem ra ngươi thật sự xem ta là đồ ngốc chưa đến hai ngày đã đạt đến chút cơ cảnh ngươi là người dưới quê của ngọn núi tiên nào thế nhưng linh tuyền cũng không để tâm lâm cửu u rốt cuộc là ai chỉ cảnh cáo anh hiến xá đoạt xá đều là cấm thuật không thể ra ngoài nói năng lung tung lâm cửu u hỏi nếu như người khác tò mò việc đệ tử biết tu luyện thì nên giải thích thế nào dù sao thì lâm cửu u trước kia cũng không thể tu luyện nếu không cũng sẽ không bị người ta gọi là phế vật linh tuyền nhìn lâm cửu u nở một nụ cười xinh tươi ngươi cứ nói xong tu với sư phụ nên đột phá câu nói này khiến lâm cửu u lập tức ngẩn ngơ thậm chí còn có chút mong chờ nhưng anh vẫn cố nén nhịn dao động trong lòng, bảo Linh Tuyền đừng đùa, không ai tin đâu. Linh Tuyền bảo, chẳng sao cả, dù sao thì càng không hợp thói thường lại càng có người tin. Nhưng Lâm Cửu U vẫn muốn đến Thiên Viêm Đại hội, Linh Tuyền nói, nếu muốn đến đó, ít nhất cảnh giới phải là khai quang cảnh mới được, đừng vọng tưởng nữa. Thông thường thiên tài từ trúc cơ lên đến khai quang cảnh đều phải mất 5 năm, nhưng đột nhiên Linh Tuyền lại chuyển chủ đề, nếu như ngươi có thể đồng ý một điều kiện của ta thì cũng không phải không thể làm một chút thao tác. Lâm Cửu U quanh co từ nãy giờ lập tức hưng phấn hỏi Linh Tuyền, là điều kiện gì? linh tuyền chỉ ra phía sau chỉ cần giúp ta chấn thủ u minh quỷ đạo là được thì ra vừa rồi lúc linh tuyền kiểm tra cảnh giới của lâm cửu u phát hiện anh là thể chất trí dương tràn đầy dương linh loại thể chất này còn thích hợp chấn thủ hơn cả cô lâm cửu u nghe linh tuyền nói mỗi ngày chỉ cần ngồi ở cửa động 6 canh giờ là được không khỏi nghi ngờ có phải đang gài bẫy anh không linh tuyền bảo lâm cửu u tự mình xem đi dù sao thì hơn 100 năm nay ta cũng không sao Lâm Cửu U vốn đang suy nghĩ có nên đồng ý không thì Linh Tuyền lại đột nhiên trồm đến bên cạnh anh, người anh. Lâm Cửu U đỏ cả mặt hỏi Linh Tuyền, người đang làm gì thế? Linh Tuyền nhếch miệng lên, không trả lời, chỉ nói, ngươi là bảo bối lớn, ta nhặt được bảo bối rồi. Lâm Cửu U đỏ mặt lúng túng ho vài tiếng, sư phụ, ngươi chú ý đến hình tượng một chút đi. Kết quả điều khiến Lâm Cửu U càng đỏ mặt hơn đã đến linh tuyền lại bảo anh đêm nay đến phòng của cô lâm cửu u trực tiếp từ chối anh là người tiếp nhận nền giáo dục hiện đại phải có năng lượng tích cực linh tuyền lại nói ở bên ngoài cũng không phải là không được chỉ sợ ngươi ra mặt mỏng thôi dù sao trên núi này hoa cỏ cây cối kỳ chân dị thú đều là xem công khai những đôi mắt đều đang nhìn linh tuyền bảo lâm cửu u đến phòng mình còn yêu cầu anh ngồi lên giường của cô lâm cửu u nhìn thấy linh tuyền vừa vào phòng đã đi thay quần áo sau đó lại bắt đầu tắm rửa mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên cả hai kiếp của anh đều là đơn thân mà Linh Tuyền hoàn toàn không để tâm đến cách nghĩ của Lâm Cửu U, còn nhắc nhở anh đi xem qua một lượt quyển điển tịch nhập môn bìa màu xanh lam trước, sau này sẽ truyền thụ cấm thuật đã học cả đời cho anh. Lúc này Lâm Cửu U hiểu ra bản thân đã hiểu lầm, anh bối rối sờ đầu, thế là quyết định đi xem thử điển tịch mà sư phụ nói để bản thân bình tĩnh lại một chút. Lâm Cửu U lục tìm cả buổi, rốt cuộc đã tìm được, anh vỗ vỗ bụi bặm phủ đầy, sau đó giở quyển điển tịch ra xem. Lâm Cửu U chìm trong yên lặng, chữ trong này xấu như gà bới, khiến Lâm Cửu U hoàn toàn không hiểu được trong đó viết những gì. Lâm Cửu U cạn lời, trực tiếp ném đi, đây mà là bí tịch gì chứ, rõ ràng chỉ là những bức vẽ nguyệt ngoạc lung tung thôi. Một lát sau, Linh Tuyền tắm rửa xong và nói với Lâm Cửu U, quyển bí tịch màu xanh lam đó phải xem xong trong vòng 2 ngày. Trang mở đầu nói về một số kỹ xảo nhập môn của pháp thuật bổn môn, đều là do ta đích thân tổng kết, đơn giản dễ hiểu. Lâm Cửu U mơ màng buồn ngủ, vốn định tùy tiện qua loa một chút, nhưng ngay sau đó lâm cửu u lập tức tỉnh táo mắt cũng mở to ra linh tuyền mặc một chiếc váy dài màu kem sau khi tắm rửa rõ ràng tiên khí của cô người người không khỏi khiến lâm cửu u hô lên cô là ai vậy tiên nữ tỷ tỷ này và sư phụ của ta là cùng một người sao sao tắm rửa xong thì hoàn toàn khác nhau vậy hay là nói đã trà sạch bùn đất rồi sao vậy thì phải trà ra bao nhiêu kỳ chứ linh tuyền cũng ngồi lên giường đột nhiên lâm cửu u cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao anh chưa kịp nghi ngờ đã nhìn thấy linh tuyền vung ngón tay lên dèm lập tức bị kéo xuống sau đó anh nghe thấy linh tuyền bảo anh cởi áo ra lâm cửu u bị dọa sợ hãi trốn vào trong góc tường khóc lóc nói sư phụ đệ tử vẫn còn là một thiếu niên thuần khiết mà linh tuyền nhíu mày không hiểu và nói việc này thì có liên quan gì đến ta cô bảo lâm cửu u đừng lề mề nữa nhanh chóng cởi áo ngoài ra lâm cửu u càng sợ hãi hơn nữa khuyên nhủ linh tuyền chúng ta là sư đồ mà linh tuyền nghe xong càng cảm thấy không hài lòng ở đó làm nhảm gì thế Thấy Lâm Cửu U vẫn không có động tác gì, Linh Tuyền nhấc đôi chân ngọc ngà, từ từ đi đến trước mặt Lâm Cửu U, Lâm Cửu U giật mình, muốn tìm đường bỏ chạy. Kết quả Linh Tuyền vung ngón tay ra một cái, dùng một luồng định thân thuật trực tiếp khiến Lâm Cửu U đứng nguyên tại chỗ. Sau đó Linh Tuyền đưa tay ra nắm chặt lấy cằm của anh, "Ngươi cũng không muốn không được tham gia Thiên Viêm Đại hội đúng không?" Lâm Cửu U đang muốn nói gì đó, lập tức dừng lại, anh có thể làm gì được? Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Cửu U chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Linh Tuyền nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện đó của Lâm Cửu U thì cho mày hỏi anh, sao, ngươi không muốn độ Dương Linh cho vi sư sao, mặt của Lâm Cửu U càng tái nhật hơn. Dương Linh này chắc hẳn là dương khí của đàn ông đúng không? Lời này của Linh Tuyền rõ ràng chính là ý đó rồi, nhưng cô là sư phụ của anh, anh cũng không thể phản kháng. Thế là Lâm Cửu U nói, sư phụ nhẹ tay một chút nhé. Linh Tuyền nghe xong ngơ ngẩn, ngay sau đó cô cũng chợt hiểu ra sự việc. Từ một loạt hành động và biểu cảm vừa rồi của Lâm Cửu U, cô biết tên nhóc Lâm Cửu U này đã hoàn toàn hiểu lầm. Điều này khiến nội tâm bình tĩnh của Linh Tuyền dâng lên cơn sóng gợn cực lớn, đồng thời Linh Tuyền cũng vô cùng tức giận, tên tiểu tử thối này còn thật dám nghĩ. Linh Tuyền lập tức vung bàn chân của mình lên, hung hăng thưởng, không, là hung hăng đạp Lâm Cửu U một cước. Một lát sau, Lâm Cửu U hiểu ra bản thân đã có suy nghĩ không đứng đắn, cúi đầu nhận tội với Linh Tuyền, sau đó đẩy trách nhiệm nói rằng, chữ trong sách quá độc đáo nên khiến đệ tử không cẩn thận hiểu nhầm. Linh Tuyền vội che mặt lại, sao cô có thể không hiểu Lâm Cửu U nói là chữ quá xấu. Cô độ lượng thừa nhận, đồng thời cũng biết Lâm Cửu U hoàn toàn không xem quyển sách đó, thế là đích thân giải thích cho anh, người có hai linh, phân biệt là dương linh và âm linh, bản mệnh dương linh và bản mệnh âm linh của người trong một đời là không thể phá hoại, một khi tiêu hao hết sẽ tổn hao thọ mệnh, cho nên người tu luyện sẽ chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành dương linh để làm nguồn năng lượng cho pháp thuật, đồng thời cũng tích lũy dương linh cho mục đích tu luyện, cuối cùng dương linh bao phủ bản mệnh âm linh, chính là thứ mọi người gọi là chính đạo còn u minh quỷ đạo của chúng ta thì không như thế thứ mà u minh quỷ đạo tiêu hao là âm linh mờ linh không có cách nào chuyển hóa được từ nguyên khí thiên địa chỉ có thể nuốt trưởng dương linh từ đó tích lũy mà ta lại là bản chất thuần âm muốn tu luyện chỉ có thể hấp thụ dương linh đây chính là thứ người đời gọi là tà đạo lâm cửu u cũng đã hiểu ra cũng có nghĩa là đệ tử với bản chất trí dương có dương linh dồi dào không dứt chính là lựa chọn tuyệt hảo để luyện đạo quỷ mờ cũng là bình ác quy của sư phụ người linh tuyền nghe xong tò mò hỏi bình ác quy là gì bình ác quy chính là nguồn năng lượng linh tuyền gật đầu bản chất trí dương của ngươi có thể hoàn toàn chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành dương linh mà không xuất hiện hao tổn cũng chính là tài năng thiên bẩm như mọi người nói lúc này lâm cửu u nói anh có một nghi vấn đó chính là nếu linh tuyền đã là bản chất cực âm thì vốn không nên tu luyện đạo quỷ mờ mới đúng bây giờ sư phụ là xuất khiếu kỳ e là hấp thu không ít dương linh đâu nhỉ nếu không thì người sớm đã phải sử dụng bản mệnh dương linh rồi mà nếu như sử dụng bản mệnh dương linh thì người sớm đã chết rồi linh tuyền không để lâm cửu u tiếp tục nói nữa mà nghiêng đầu về một bên đúng vậy ta vốn không nên tu luyện đạo pháp này nếu như không tu luyện cũng sẽ không tạo thành dáng vẻ không giống người cũng không giống quỷ này hay thật đây là định nghĩa không giống người cũng không giống quỷ sao sau đó cô nhìn về phía lâm cửu u và nói nếu như ngươi hối hận có thể rời khỏi ta ta cũng sẽ không nói ra chuyện của hiến xá chú lâm cửu u lập tức nói đệ tử sẽ không rời khỏi dù sao rời khỏi rồi thì anh làm sao check in được nữa thế là lâm cửu u bảo linh tuyền bắt đầu truyền thừa dù sao thể chất trí dương cũng là lựa chọn hoàn hảo nhất để tu luyện loại đạo pháp này linh tuyền bắt đầu truyền thừa công pháp cho lâm cửu u khi đôi tay của linh tuyền đưa lên phía trên đan điền của lâm cửu u vô số linh khí trí âm từ trong tay cô bắt đầu từ từ xâm nhập vào đan điền của lâm cửu u trong lúc âm khí và dương khí giao hợp và cân bằng đã dần dần hình thành nên một hình thái cực nhưng cân bằng không bao lâu đã bị đánh vỡ rồi khi linh khí trí âm của linh tuyền không ngừng tăng lên âm khí bắt đầu từ từ nuốt chủng dương khí ngay sau đó dương linh của lâm cửu u bắt đầu chuyển hóa toàn thân lâm cửu u cũng bắt đầu lạnh lên linh tuyền thấy thế ghé vào bên tai lâm cửu u nói kiên trì thêm một chút Chính trong lúc này hai mắt Lâm Cửu U mở ra, trong trắng của anh biến mất, con ngươi biến thành màu đỏ, cơn đau đầu như muốn vỡ ra cuốn quét qua Lâm Cửu U, Linh Tuyền bảo Lâm Cửu U cố nhịn, nội đan đang vận chuyển khắp trời, khi Dương Linh và Âm Linh trao đổi cho nhau xong thì việc đã thành công, quá trình rất nhanh đã kết thúc, Linh Tuyền hỏi Lâm Cửu U, ta có thể hút một chút dương khí của ngươi không? Lâm Cửu U nghe xong đã đồng ý, sau đó từng tia dương khí bị Linh Tuyền hút vào trong miệng, khiến Linh Tuyền vô cùng thỏa mãn, sau khi truyền thừa kết thúc, Linh Tuyền nói sẽ xuống núi mua một số thuốc bổ cho Lâm Cửu U. Lâm Cửu U nhìn Linh Tuyền rời khỏi, chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, còn cảm thấy khắp người lạnh như băng, chẳng trách cần phải có hai người ôm lấy nhau. Lúc này đột nhiên lời cảnh báo của hệ thống hiện lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Cửu U, điểm linh lực của anh đã giảm 500, không ngờ bị hút dương khí lại giảm bớt điểm linh lực. Lúc này hệ thống hỏi Lâm Cửu U, nhiệm vụ bổ sung điểm linh lực, tham gia hay không tham gia? lâm cửu u phân vân lỡ như rất khó thì phải làm sao nhưng hệ thống lại bắt đầu đếm ngược không cho phép lâm cửu u tiếp tục suy nghĩ anh lựa chọn chấp nhận khi hệ thống xác nhận lâm cửu u tham gia thì truyền tống bắt đầu sau khi truyền tống 100%, vô số hạt nhỏ bao phủ lấy lâm cửu u và giường của anh đồng thời vào lúc này không biết ở nơi nào đó một chiếc giường rơi từ trên trời xuống lâm cửu u ho khụ khụ mấy tiếng lâm cửu u mở mắt ra ngơ ngẩn người nơi này lại là nơi nào còn chưa kịp nghi ngờ nhiệm vụ của hệ thống đã hiện ra yêu cầu lâm cửu u thoát ra khỏi thần miếu trong vòng 2 tiếng đồng hồ hoàn thành sẽ được phần thưởng năm điểm linh lực thất bại sẽ bị trừ năm điểm linh lực lâm cửu u lại ngẩn người ra bây giờ anh còn chưa có được năm điểm linh lực mà tiếp đó lâm cửu u đã tức đến hộc máu bởi vì nếu như điểm linh lực trở thành số âm thì anh sẽ phải chết lâm cửu u hận không thể đập chết hệ thống khốn khiếp này nhưng anh đã không kịp bắt thổ với hệ thống nữa phía sau người anh xuất hiện một con ngưu đầu nhân khổng lồ ngay sau đó chiếc giường của linh tuyền không còn nữa Lâm Cửu U cũng không lo được nhiều như thế nữa, lập tức bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi thần miếu của mình, như đầu nhân cũng đuổi theo sát không rời. Nó chỉ nhảy một cái đã nện tới phía sau người của Lâm Cửu U, luồng dao động đó khiến Lâm Cửu U chấn động bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Cửu U đột nhiên mở mắt ra, bởi vì như đầu nhân đã dơ cao nắm đấm đánh về phía anh. Lâm Cửu U với ý chí cầu sinh tràn đầy né tránh nắm đấm này, tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn. Lúc này như Đầu Nhân giơ nắm đấm lên, mạnh mẽ nện lên mặt đất, mặt đất lập tức nứt ra vô số kẽ hở, đồng thời ảnh hưởng đến phần đỉnh của cửa miếu, bắt đầu có những tảng đá lớn rơi xuống. Lâm Cửu U vẫn còn có một số thao tác, những đòn né tránh của anh lại tránh được toàn bộ những tảng đá lớn rơi xuống. Anh tiếp tục điên cuồng bỏ chạy, chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng Lâm Cửu U đã nhìn thấy được cửa động, nhưng như đầu nhân cũng đã đuổi theo tới. Thời gian còn lại của Lâm Cửu U cũng chỉ còn lại 5 giây, 4 giây cuối cùng, 3 giây cuối cùng, 1 giây cuối cùng, Lâm Cửu U đã thành công thoát khỏi thần miếu. Như đầu nhân truy đuổi anh cũng bị xiềng xích của thần miếu kéo trở về cuối cùng lâm cửu u cũng có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp theo đó hệ thống bắt đầu truyền tống lâm cửu u trở về căn nhà tranh đồng thời thu hoạch được năm nghìn điểm linh lực lúc này linh tuyền xuống núi mua thuốc bổ cho lâm cửu u đã trở về cô nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi sinh ra nghi vấn giường của ta đâu còn lâm cửu u sau khi nhìn thấy linh tuyền cũng không kịp lên tiếng chào hỏi hai tiếng đồng hồ bỏ chạy điên cuồng khiến anh mệt mỏi không thôi sau khi thả lỏng cơn buồn ngủ trực tiếp cuốn quét anh ngày hôm sau lâm cửu u hoàn tất việc check in xong điểm linh lực đã lên đến chín năm điểm nhiều điểm linh lực như vậy không khỏi khiến Lâm Cửu U tò mò liệu có thể đổi thành khai quang cảnh hay không. Tuy nhiên ngay sau đó hệ thống thông báo thất bại, đã biết là anh nghĩ nhiều rồi, mắt không thấy tim không đau, Lâm Cửu U trực tiếp đóng hệ thống lại, nhưng ngày mai đã là Thiên Viêm đại hội rồi, không lên đến khai quang cảnh được sẽ không thể tham gia. Nếu không làm nhiệm vụ đó thì sẽ bị trừ 500 điểm linh lực, Lâm Cửu U không thể chấp nhận. Đột nhiên tiếng của Linh Tuyền vang lên, cô hỏi Lâm Cửu U đang làm gì thế, mới sáng sớm đã lẩm bẩm không ngừng lâm cửu u nhìn thấy linh tuyền lập tức dùng công pháp vừa quỳ vừa lướt đi của lâm ra anh ôm chặt lấy chân của linh tuyền nói với vẻ đáng thương sư phụ thật sự chỉ có đạt đến khai quang cảnh mới có tư cách tham gia thiên viêm đại hội sao vì để hoàn thành nhiệm vụ lâm cửu u ôm chặt chân của linh tuyền để xin vé đi cửa sau để được tham gia thiên viêm đại hội anh có thể cống hiến dương khí của bản thân dù sao anh cũng là thể chất trí dương có dương linh tràn đầy sau đó anh ném cho linh tuyền một ánh mắt quyến rũ và nói chỉ cần hít một hơi thanh xuân tràn đầy hít hai hơi kéo dài tuổi thọ hít ba hơi nhan sắc đỉnh cao linh tuyền nghe thấy lâm cửu u trò hàng với mình như thế thì phụt cười hỏi anh xác định muốn cô hút cho đủ à lâm cửu u gật đầu khẳng định chắc nịch linh tuyền thấy thế lập tức kéo lâm cửu u vào trong phòng vậy ta sẽ không khách sáo nữa không lâu sau linh tuyền thỏa mãn bước ra khỏi phòng còn lâm cửu u thì thầm mắng trong lòng linh tuyền cô là yêu nữ tôi đã sắp bị hút đến khô luôn rồi sau đó lâm cửu u đã khóc vì điểm linh lực của anh lại giảm đi một nghìn mặc dù rất đau lòng khi linh lực giảm đi nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến anh khóc là anh vẫn chưa khởi động được bất kỳ nhiệm vụ bổ sung linh lực nào trước kia điểm linh lực giảm cũng khởi động được nhiệm vụ trốn thoát khỏi thần miếu cho nên lần này lâm cửu u mới phóng khoáng để linh tuyền hút dương khí của chính mình bây giờ không khởi động được nhiệm vụ không phải là lỗ nặng sao nhưng chính trong lúc này nhắc nhở của hệ thống vang lên lâm cửu u nghĩ thầm nhiệm vụ bổ sung điểm linh lực đã đến rồi lâm cửu u lập tức lựa chọn tham gia lúc này anh vô cùng vui mừng có thêm năm điểm linh lực thì chắc hẳn có thể đổi khai quang cảnh rồi nhưng hệ thống lại gửi một email đến cho Lâm Cửu U. Lâm Cửu U nghi ngờ lần này không cần truyền tống đến nơi khác sao. Khi Lâm Cửu U mở email ra xem, anh đã ngẩn ngơ cả người, hận không thể đập chết hệ thống khốn khiếp này. Nhiệm vụ của anh là tham gia thiên viêm đại hội ngày mai. Tham gia thuận lợi có được 5.000 điểm linh lực, thất bại sẽ bị trừ 5.000 điểm linh lực, anh mắng hệ thống té tát. Linh Tuyền ở bên ngoài nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Cửu U, cảm thấy hơi nghi ngờ anh đang mắng ai. Sau đó cô nhìn thấy Lâm Cửu U đi ra với vẻ mặt thất vọng, vội vàng tiến lên trước, hơi lo lắng hỏi anh, sao thế? lâm cửu u lập tức ôm chặt lấy linh tuyền khóc lóc nói hãy để đệ tử tham gia thiên viêm đại hội một lần đi linh tuyền nhìn lâm cửu u đáng thương cũng không có cách nào bèn nói cô sẽ nghĩ cách ta sẽ đi giao lưu hữu nghị một chút với trưởng môn lam nhược phong chắc sẽ không có vấn đề nhưng cái gọi là giao lưu hữu nghị lại là linh tuyền kéo dâu của lam nhược phong chất vấn ông ấy thật sự không cho ta một ngoại lệ sao mặc dù bị kéo đến vô cùng đau đớn nhưng lam nhược phong vẫn rất có nguyên tắc lâm cửu u chỉ có chút cơ cảnh nên ông ấy đã lựa chọn từ chối linh tuyền thấy thế xoay người rời khỏi đồng thời thản nhiên nói thật là có khí phách đấy đại sư huynh của ta huynh giỏi lắm nếu huynh đã chính trực công bằng công chính như thế vậy thì ta sẽ không giúp huynh che giấu bí mật nữa lam nhược phong lập tức bảo linh tuyền đợi đã vừa rồi chỉ là đùa thôi một chút việc nhỏ này đáng là gì ta sẽ giúp đồng thời ở bên này lâm cửu u phát hiện hệ thống của bản thân vẫn còn có rất nhiều giao diện chưa mở khóa anh không khỏi ôm hy vọng sau khi mở khóa có thể nhận được một số màn hách hữu dụng lúc này linh tuyền đòi được ngoại lệ đang dùng phi kiếm bay về Cô đến phía sau người Lâm Cửu U, nhìn anh ăn không ngồi rồi, chất vấn anh: "Ở đây lãng phí thời gian, sách đưa cho ngươi đã xem xong hết chưa?" Lâm Cửu U trả lời: "Đã xem xong mấy quyển rồi." Linh Tuyền không nói gì về việc này nữa, cô ném linh thạch trong tay cho Lâm Cửu U và nói: "Đã lấy được tư cách cho ngươi rồi, mấy ngày nay đừng làm phiền ta nữa." Lâm Cửu U nhận lấy viên đá, tò mò hỏi: "Nó là vé vào cổng à?" Linh Tuyền nghe xong, ủy oải giải thích: "Cũng không phải." ngày mai trước khi thiên viêm đại hội tổ chức sẽ tiến hành xét duyệt tư cách của người tham dự đến lúc đó lắp viên viêm ma thạch này vào bia đá vô phương thông qua là được tham gia không thông qua thì đứng một bên hóng mát lâm cửu u bế tắc vậy phải thế nào mới có thể thông qua ải khảo nghiệm của bia đá vô phương được linh tuyền vỗ vai lâm cửu u nói ít nhất phải là khai quang cảnh nghe thấy câu này lâm cửu u cạn lời vậy không phải là vẫn không có cách nào tham gia sao linh tuyền trả lời lâm cửu u đã lấy cả vé vào cổng rồi có thể tham dự hay không chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi người khác ngay cả tư cách vào cổng cũng không có nhưng người cũng đừng tuyệt vọng năm xưa vi sư cũng được thông qua cuộc khảo nghiệm khi chỉ có chút cơ cảnh lâm cửu u nghe xong cảm thấy không chắc chắn nên hỏi lại thật sao linh tuyền gật đầu khẳng định vậy được vậy đệ tử sẽ xông lên ngày hôm sau lâm cửu u đến gọi linh tuyền thức dậy để cùng tham gia thiên viêm đại hội kết quả linh tuyền đã từ chối lâm cửu u bây giờ ta rất buồn ngủ ngươi tự mình đi đi lâm cửu u bất đắc dĩ nói tự mình đi sẽ rất ngại không quen ai cả linh tuyền đẩy lâm cửu u ra ngại cái gì đi tìm liêm sư huynh đăng ký ta tiếp tục ngủ đây lát nữa thức dậy sẽ đi tìm ngươi sau trước một sư phụ không đáng tin như vậy lâm cửu u cũng không có cách nào chỉ có thể tự mình đi đến thiên viêm đại hội trên côn lôn đại điện của núi côn lôn tất cả đệ tử đến tham gia thiên viêm đại hội đã tụ tập về các đệ tử có mặt đang tò mò tại sao khách mời đến xem thiên viêm đại hội lại là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa còn là do đích thân trưởng môn mời vào đại điện nhưng cô ấy thật sự rất xinh đẹp nếu lâm cửu u ở nơi này nhất định có thể nhận ra cô ấy chính là liễu vũ tây trước kia đã từng cứu anh linh tuyền rõ ràng là đệ nhất mỹ nhân của đại lục nhưng ở núi côn lôn lại bị người ta xem là nữ nhân xấu xí ngay cả đồ đệ lâm cửu u của cô cũng bị người ta nhìn với ánh mắt đầy thành kiến cảm thấy phế vật và nữ nhân xấu xí là tuyệt phối lâm cửu u đối diện với ánh mắt của mọi người cảm thấy có chút không thích ứng may mà có một sư tỷ xinh đẹp ra mặt giúp anh sau khi cô ấy biết lâm cửu u đang tìm liêm trưởng lão thì biết được lâm cửu u cũng là đệ tử tham gia thí luyện quyết định dẫn anh đi tìm liêm trưởng lão để đăng ký vị sư tỷ xinh đẹp này thật sự là dịu dàng động lòng người rõ ràng chỉ là một bậc thang cũng nhắc nhở lâm cửu u cẩn thận bước chân một lát sau cô ấy chỉ về một hướng và nói liêm thúc thúc ở đó ngươi giao viêm ma thạch cho thúc ấy báo tên họ và phong của mình là được lâm cửu u nhìn theo phương hướng đó thấy một đội ngũ xếp hàng rất dài còn vị sư tỷ xinh đẹp kia dẫn lâm cửu u đến nơi rồi nói ta phải trở về chỗ của sư phụ rồi lâm cửu u gật đầu nói tiếng cảm ơn nhìn cô ấy rời khỏi lúc này lâm cửu u mới nhớ ra bản thân còn chưa hỏi phương thức liên hệ của cô ấy không đúng là tên của cô ấy nhưng nghĩ lại đành thôi đều là đồng môn vẫn còn có cơ hội gặp nhau lâm cửu u không hề biết cảnh tượng vừa rồi đã gây ra nỗi bất mãn trong lòng người khác dù sao thì mỹ nữ ở đâu cũng có người theo đuổi đặc biệt là tần hạo nam này hắn biết bản thân không có hy vọng theo đuổi được sư tỷ xinh đẹp nhưng tên phế vật lâm cửu u này lại đang nói nói cười cười với cô ấy điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn thế là hắn kích động sư huynh bên cạnh đi giáo huấn lâm cửu u còn hắn thì sung phong lên trước nói xong hắn lập tức cố ý chen ngang lên trước mặt lâm cửu u sau đó nói câu xin lỗi lâm cửu u với vẻ khiêu khích ta trễ giờ đương nhiên lâm cửu u cảm thấy bất mãn và tần hạo nam đã thành công đạt được mục đích chỉ cần có một lý do thì hắn có thể ra tay với lâm cửu u hắn nói với lâm cửu u nơi này cường giả mới được tôn trọng không có chỗ cho phế vật nói chuyện ngươi nói cái gì lâm cửu u chất vấn hắn mà tần hạo nam đầy vẻ chế giễu nói ta nói ngươi là phế vật đáng bị người ta chen hàng đáng đời khi cả nhà chết hết Câu nói sau cùng của hắn đã khiến ấn chú trên ngực Lâm Cửu U chuyển động một chút, ánh mắt Lâm Cửu U nhìn Tần Hạo Nam trở nên hung tàn. Đối diện với ánh mắt của Lâm Cửu U, Tần Hạo Nam càng bất mãn, trực tiếp vung một cú đấm về phía Lâm Cửu U, một phế vật có tư cách gì nhìn ta như thế? Nhưng Lâm Cửu U lại nhẹ nhàng đón lấy cú đấm đó, khiến Tần Hạo Nam chấn động kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó lại không xảy ra xung đột gì, bởi vì Liêm trưởng lão không thích ồn ào, Tần Hạo Nam đã bị cảnh cáo, chỉ có thể bất lực để lại một câu nói nặng nề cho Lâm Cửu U, Lâm Cửu U cực kỳ cạn lời anh cũng có thể gặp được cảnh bị kẻ địch xấu đánh úp trong tiểu thuyết sao nhưng ấn chú lại có phản ứng anh cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ nếu không có thể anh sẽ chết rất nhanh đội ngũ xếp hàng đã đến lượt lâm cửu u rồi liên trưởng lão hơi tò mò đối với lâm cửu u dù sao thì tiểu sư muội linh tuyền của ông ấy cũng chưa từng nhận đồ đệ xem ra ngươi rất được muội ấy yêu thích câu nói này khiến lâm cửu u hơi xấu hổ liên trưởng lão thấy ra mặt lâm cửu u mỏng không nói thêm gì nữa bảo anh đến đại điện chờ Tần Hạo Nam thấy Lâm Cửu U đã hoàn tất việc đăng ký, vốn muốn đi giáo huấn anh, nhưng sư huynh kia lại nói đại hội sắp bắt đầu, vẫn không nên gây chuyện trước, hắn là một tên phế vật tự sẽ có cách khiến hắn mất hết mặt mũi. Thiên Viêm đại hội bắt đầu, chỉ cần đặt Viêm Ma Thạch đã nhỏ máu vào trong Bia Đá Vô Phương, Bia Đá Vô Phương sẽ chọn ra người tham gia. Sau khi Tần Hạo Nam đặt Viêm Ma Thạch vào trong Bia Đá Vô Phương, viên đá của hắn trực tiếp bị Bia Đá Vô Phương từ chối, bắn ra mất dạng. Việc này khiến gương mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin ngay cả sư phụ của hắn vương minh toàn cũng chất vấn hắn có phải trong lòng ngươi đang toan tính điều gì nên mới khiến bia đá vô phương bài xích như vậy hắn còn chưa kịp trả lời thì đã bị vương minh toàn trục xuất lui xuống hắn biết bản thân sắp xong đời rồi khiến sư phụ mất mặt trở về nhất định sẽ cho hắn ăn món măng xào thịt còn lâm cửu u mà hắn muốn giáo huấn lại khiến bia đá vô phương phát sáng rực rỡ tần hạo nam gào lên không thể nào thì ra sau khi lâm cửu u tham gia thiên viêm đại hội thì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành điểm linh lực cũng lên đến 13.140 điểm cho nên lâm cửu u lập tức lựa chọn đổi tu vi khai quang cảnh thấy bản thân đã đổi thành công, Lâm Cửu U cảm động đến sắp khóc. Đương nhiên Lâm Cửu U đã thông qua cuộc khảo nghiệm, nhưng lại có một người không thể chấp nhận được điều này, Tần Hạo Nam gào lên, Lâm Cửu U gian lận. Mọi người đều biết thiếu gia của Lâm gia Lâm Cửu U trời sinh đã không thể tu luyện được, một người không có cách nào tu luyện được làm sao có thể thông qua thí luyện vô phương, cho nên hắn tuyệt đối là kẻ gian lận. Lâm Cửu U thản nhiên rút tay của mình về nói, ta quả thật đã là khai quang cảnh rồi, đây là sự thật. Tần Hạo Nam nghe xong lớn tiếng chất vấn Lâm Cửu U, ta cũng là khai quang cảnh, dựa vào cái gì mà ta không được thông qua? cho nên hắn nhận định lâm cửu u đã gian lận còn nghi ngờ lâm cửu u đã động tay động chân lên viêm ma thạch trước giờ ta chưa từng nghe nói viêm ma thạch lại có ánh sáng chói mắt như thế sau đó hắn lại hỏi ngược lại người khác có từng thấy qua chưa các đệ tử tại đại điện hơi bị tần hạo nam làm cho dao động quả thật bọn họ chưa từng thấy ánh sáng sáng như thế sau đó tần hạo nam lại trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu ràng buộc đạo đức sư phụ trưởng môn xin hãy tra xét ngọn nguồn chuyện này trả lại cho mọi người một sự công bằng nhưng vương minh toàn lại tối sầm mặt không hề giúp đỡ hắn còn lạnh lùng nói với hắn bia đá vô phương sẽ không có sai sót kết quả lam nhược phong lại nói có đệ tử nghi ngờ kết quả thí luyện điều tra một chút cũng không sao ông ấy hỏi lâm cửu u ngươi có đồng ý phối hợp điều tra không lâm cửu u lớn tiếng nói không có vấn đề gì nếu ta đã dám đứng ở nơi này thì chính là không hổ thẹn với lòng chính trong lúc lam nhược phong muốn kiểm tra lâm cửu u một tiếng dừng tay chuyển đến sư huynh có phải huynh lớn tuổi ngớ ngẩn rồi không không có sự cho phép của ta, không ai được động vào cửu u. Người bảo vệ đệ tử bá đạo này chính là sư phụ xinh đẹp của lâm cửu u, linh tuyền. Đối diện với lời ác ý nói lâm cửu u gian lận, linh tuyền cũng nổi giận, lập tức giận dữ hết lên một tiếng. Tất cả mọi người im miệng. Ngay sau đó, một luồng khí thể khủng khiếp bộc phát trên người của linh tuyền. Luồng khí thế này trực tiếp áp đảo khiến mọi người tại hiện trường không thể cử động. Còn tần hạo nam vu khống lâm cửu u là người đầu tiên bị khí thế của linh tuyền hung hăng chấn áp trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Hắn sợ hãi, muốn nhờ sư phụ vương minh toàn cứu mạng nhưng vương minh toàn vừa rồi suýt chút cũng bị khí thế ép quỳ xuống làm sao có thể cứu người đối diện với cơn thịnh nộ của linh tuyền ngoại trừ thở dài ra ông ta cũng không nói được gì linh tuyền quay đầu lại chất vấn lam nhược phong là cảm thấy ngay cả một đồ đệ khai quang cảnh cô cũng không dạy ra được sao lâm cửu u nhìn linh tuyền bảo vệ mình như thế dịu dàng cười một cái cũng vì để tình huống không xấu đi nữa anh lên tiếng nói là đệ tử tự nguyện tiếp nhận kiểm tra của trưởng môn linh tuyền nghe xong bảo vậy cũng không được bọn họ có tư cách gì kiểm tra đồ đệ của ta lâm cửu u nghe xong trong lòng điên cuồng vã mồ hôi lạnh chỉ có thể lẩm bẩm nói là tự đệ tử muốn muốn được trưởng môn sư thúc kiểm tra linh tuyền nhìn thái độ đó của lâm cửu u biết được dụng ý của anh là không muốn cô đối đầu cứng rắn với lam nhược phong đây cũng là lần đầu tiên cô được đồ đệ quan tâm nên hơi đỏ mặt quay đầu lại hừ một tiếng và nói tùy ý đi tiếp theo lâm cửu u tiến lên trước tiếp nhận kiểm tra cảnh giới của lam nhược phong sau đó ông ấy đã im lặng Mặc dù linh lực bên trong cơ thể Lâm Cửu u ít, nhưng quả thật anh là khai quang cảnh nên ông ấy đã tuyên bố kết quả này với bên ngoài. Điều này khiến gương mặt Tần Hạo Nam tràn đầy vẻ khó tin. Vương Minh Toàn cũng giận dữ bảo hắn trở về bế môn suy nghĩ, nhưng Linh Tuyền lại không đồng ý, bế môn suy nghĩ, làm gì đơn giản như thế, bây giờ hoặc là đánh chết hắn, hoặc là trục xuất khỏi sư môn. Vương Minh Toàn nghe xong nói, ta nhất định sẽ trừng trị hắn đàng hoàng, không cần nghiêm trọng như thế. Nhưng Linh Tuyền lại cười, hỏi ngược lại ông ta: Huynh tưởng ta còn là một tiểu cô nương 300 tuổi à, thích đùa với các ngươi ư? Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc là trục xuất khỏi sư môn. Nhưng Vương Minh Toàn còn chưa nói gì thì Tần Hạo Nam đã lên tiếng gào thét: "Nữ nhân xấu xí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử là tiểu thiếu gia của Tần gia, ngươi dám giết ta à? Giỏi lắm." Lời này vừa nói ra, bất luận là Vương Minh Toàn hay là Lam Nhược Phong và mọi người đều cứng đờ cả người. Ngươi thật là dám nói đấy. Vương Minh Toàn cũng lo lắng, vội vàng ngắt lời của Tần Hạo Nam. Ông ta nói, đây chỉ là chuyện ồn ào giữa trẻ con với nhau mà thôi. Linh Tuyền khinh thường cười một cái, xem ta là kẻ mù hay là điếc rồi, hay là nói ta tuổi tác cũng lớn rồi, không phân biệt được chơi đùa hay sỉ nhục của người trẻ tuổi. Còn Vương Minh Toàn thì vội vàng bắt Tần Hạo Nam xin lỗi. Tần Hạo Nam nhìn về phía Lam Nhược Phong, Lam Nhược Phong cũng bảo hắn xin lỗi. Có lẽ là hắn thật sự không sợ chết, lại còn dám chất vấn Vương Minh Toàn và Lam Nhược Phong có phải bị điên rồi không? Rõ ràng là Linh Tuyền đánh hắn bị thương trước, tại sao bây giờ lại bắt hắn xin lỗi? hình như lâm cửu u muốn nói gì đó nhưng linh tuyền đã trực tiếp ngắt lời anh sự lương thiện ngu ngốc không giúp được bất kỳ ai một tên đệ tử mà ngay cả bia đá vô phương cũng khinh bỉ hoàn toàn không xứng đáng làm một hạt cát của côn lôn tần hạo nam nghe xong lớn tiếng chế giễu ngược lại linh tuyền à ta mới là người không xứng ở lại trên núi côn lôn nhất ngươi có biết mọi người nhìn ngươi như thế nào không một bà điên chiếm vị trí trưởng lão cả ngày còn mua rượu uống đến say mềm ngươi mới là người nên rời khỏi côn lôn nhất linh tuyền liếc nhìn tần hạo nam một cái tiểu thiếu gia tần gia phải không hôm nay ta sẽ tha cho người một mạng về hỏi cha và tổ phụ của ngươi xem tần ra các ngươi có thể sống lay lắt đến ngày hôm nay là ai đang thi ân lời nói này khiến tần hạo nam hơi lúng túng không hiểu linh tuyền nói là có ý gì ngay sau đó một luồng khí thế bốc lên từ trên người của linh tuyền cô lớn giọng hét lên cảnh cáo tất cả mọi người bổn tôn đã lâu không hiện thân thì cô lô này đã biến thiên rồi sao hôm nay bổn tôn ra đây là muốn nói với tất cả phong chủ của côn lôn cô nhi lâm gia lâm cửu u là đồ đệ của ta nên làm thế nào các ngươi đều biết rồi chứ trong khoảnh khắc này linh tuyền bá khí vô song bất luận là lam nhược phong hay các phong chủ khác đều im lặng không lên tiếng giống như ngầm thừa nhận lời của linh tuyền liễu vũ tây đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối cô ấy cũng không ngờ thiếu niên mà trước kia mình cứu lại là đồ đệ của phong chủ linh tuyền vừa đúng cô ấy có chuyện muốn nhờ linh tuyền đồng thời trong lúc này trên đài kiểm tra Vương Minh Toàn tuyên bố Tần Hạo Nam không còn là đệ tử của núi Côn Lôn nữa ngươi tự mình rời khỏi đi Tần Hạo Nam ngay sau nóng này lớn tiếng chất vấn Vương Minh Toàn nữ nhân xấu xí kia có gì đáng sợ không phải chỉ là một người giữ cửa cho U Minh Quỷ đạo sao đệ tử cũng làm được Linh Tuyền bật cười một tiếng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại muốn vào Vương sư huynh đồ đệ này của huynh rất đáng yêu hắn muốn giữ thì cứ để hắn thử đi chỉ cần hắn có thể kiên trì được một nén nhang thì ta sẽ rời khỏi côn lôn vương minh toàn thở dài một hơi rồi vỗ vai tần hạo nam ngươi tự lo cho mình đi bây giờ sư phụ cũng không giúp được ngươi rồi nhưng tần hạo nam hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc hắn bảo rằng không phải chỉ là giữ cửa thôi sao có gì ghê gớm chứ liễu vũ tây ở bên cạnh cũng cười vận khí tốt như vậy có thể được tiếp xúc với u minh quỷ đạo sớm không lâu sau mọi người đã đến cửa động của u minh quỷ đạo ở thập bát phòng linh tuyền bảo tần hạo nam ngồi trước cửa động Tần Hạo Nam hừ một tiếng, nhanh chân bước về phía cửa động. Vương Minh Toàn muốn nói gì đó, Tần Hạo Nam lại tự tin thể hiện với ông ta, không cần lo lắng, mấy người họ đều cạn lời. Linh Tuyền ngáp một cái nói, chỉ cần ngồi ở cửa động là được, những chuyện khác không cần lo. Tần Hạo Nam không nói lời nào, chỉ là lúc đi ngang qua Linh Tuyền, hắn lộ ra một ánh mắt ác độc, "Đợi ngươi bị trục xuất ra khỏi núi Côn Lôn thì ta sẽ bảo Tần gia phái người xử ngươi." Một lát sau Tần Hạo Nam ngồi ngay cửa động, hắn nói với Linh Tuyền bằng giọng điệu khiêu khích, "Ta đã ngồi xuống rồi, không có cảm giác gì cả." linh tuyền không trả lời hắn chỉ nói thời gian cũng sắp đến rồi ngay sau đó khí tức của quỷ dị đột nhiên xuất hiện chúng hóa thành những cái vòi lao về phía tần hạo nam đối diện với thứ quỷ dị này tần hạo nam lập tức nhảy lên từ trên mặt đất lấy trường kiếm ra để bản thân có chút cảm giác an toàn lúc những cái vòi ập về phía hắn hắn dùng lực chém nhưng lại phát hiện trường kiếm của mình chém không đứt không là không chạm được tới những cái vòi đó ngay sau đó tần hạo nam bị vô số vòi quấn lấy cơ thể từ từ kéo vào bên trong động tần hạo nam đã hoàn toàn sợ hãi hắn gào thét về phía vương minh toàn cứu mạng nhưng vương minh toàn chỉ nghiêng đầu sang một bên không nhìn hắn nữa sau đó hắn hoàn toàn biến mất ở cửa động linh tuyền chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng này nội tâm không hề dao động ai có thể ngờ thiếu nữ thanh tuần liễu vũ tây trước kia cứu lâm cửu u lại là một vị công chúa sau khi lâm cửu u biết được cũng rất kinh ngạc linh tuyền thấy thế hỏi lâm cửu u liễu thị tây kinh là hoàng tộc ngay cả chuyện này cũng không biết sao Lâm Cửu U chỉ có thể lúng túng cười ha ha. Liễu Vũ Tây nhìn Lâm Cửu U, gương mặt cũng tràn đầy nụ cười, khen Lâm Cửu U, ngươi quả thật là thiên tài, mới mấy ngày không gặp đã đột phá lên đến khai quang cảnh. Linh Tuyền cũng ở bên cạnh phụ họa theo, hai ba ngày đã từ trúc cơ lên đến khai quang, người làm sư phụ như ta cũng có hơi vui mừng kinh ngạc. À. Chỉ là ngữ khí của cô có một chút quái gở, Lâm Cửu U sững người, hệ thống bí mật không thể bại lộ, thế nên anh đã tìm cái cớ, bảo là về phòng đọc sách. Sau khi Lâm Cửu U đi, Linh Tuyền hỏi Liễu Vũ Tây, có chuyện tìm ta sao? liễu vũ tây gật đầu cô ấy muốn biết làm thế nào để vào trong u minh quỷ đạo linh tuyền nghe xong bảo cô ấy đưa tay ra trải qua một lượt kiểm tra linh tuyền nói cô đang tu luyện đạo chính dương không thể vào u minh quỷ đạo được lỡ như vào rồi thì sẽ bị nuốt trưởng giống như tần hạo nam kia liễu vũ tây hỏi còn có cách khác không linh tuyền gật đầu cách thì có nhưng tại sao phải cố chấp vào u minh quỷ đạo chứ thì ra liễu vũ tây muốn vào u minh quỷ đạo hoàn toàn là vì phụ thân của cô ấy Phụ thân cô ấy vì để phá cảnh mà đi đường sai trái, tính mạng nguy kịch một sớm một chiều, dẫn đến dương linh tràn ra ngoài. Nếu như trong vòng 5 ngày không thể chữa trị thì cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Trước đó Liễu Vũ Tây đã thử qua nhiều phương pháp để cân bằng dương linh trong cơ thể ông ấy nhưng đều đã thất bại. Sau quá trình tìm kiếm phương pháp chữa trị nhiều phương diện, cô ấy được biết trong cơ thể của linh thú ở U Minh Quỷ Đạo có một loại hạt nhân tinh thể tên là Minh vực thạch. Minh vực thạch ẩn chứa lượng lớn âm linh, vừa đúng trung hòa được với dương linh trong cơ thể của phụ thân. Linh Tuyền nghe xong không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói như vậy, nhưng một hai trăm năm nay, những người thử đi vào U Minh Quỷ Đạo cuối cùng đều không trở ra được. Liễu Vũ Tây kiên định thể hiện, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể vào trong, cho dù chết trong đó cũng tuyệt đối không hối hận. Vì phụ thân cô ấy là trụ cột của Tây Kinh, Tây Kinh không thể không có ông ấy. Hiện giờ địch quốc nhiều lần khiêu khích ở biên giới, nếu như vào lúc này lại có bất chắc thì e là Tây Kinh sẽ bị. Nghe đến đây, Linh Tuyền bảo Liễu Vũ Tây vào nhà cùng cô trước, để cô suy nghĩ thật kỹ. Ở trong nhà, Lâm Cửu U đang than ngắn thở dài. Bởi vì sau khi anh đổi khai quang cảnh, điểm linh lực của anh chỉ còn lại 1140 điểm, nếu như anh tiếp tục bị linh tuyền hút điểm linh lực thì không phải anh sẽ chết sao? Hệ thống từng nói nếu như điểm linh lực rơi về âm thì sẽ chết. Nghĩ đến việc nếu như bản thân phản kháng linh tuyền, chắc chắn sẽ bị cô trấn áp, Lâm Cửu U im lặng. Phản kháng là không thể nào rồi, chỉ có thể cố gắng tu luyện qua ngày tháng thôi, nhưng trước đó vẫn phải xem thử chu kỳ 7 ngày đầu tiên được tặng gì, thông thường món quà đầu tiên đều là gói quà tân thủ. Lâm Cửu U nhận lãnh phần thưởng, quả nhiên suy đoán của anh không sai hệ thống đã cho lâm cửu u 4 kỹ năng trong đó có kỹ năng màu cam cao cấp nhất chủ giác quang hoàn và hấp tinh đại pháp màu tím cấp sau lâm cửu u cũng chẳng thèm xem hai kỹ năng còn lại kẻ ngốc mới chọn hai kỹ năng còn lại nhưng ngay lập tức lâm cửu u đã ngẩn người ra kỹ năng màu cam của anh lại chỉ là một mảnh ghép lâm cửu u mắng chửi xối xả vào hệ thống chất vấn nó đây là chuyện gì hệ thống gợi ý anh xem thuyết minh phần thưởng giỏi lắm ở phía dưới cùng của kỹ năng màu cam viết tập hợp đủ ba mảnh ghép cấp cam thì có thể kích hoạt Lâm Cửu U sững sờ cả người, viết nhỏ như vậy có phải là có bệnh nặng gì không? Trong lúc Lâm Cửu U đang lẩm bẩm mắng chửi thì Linh Tuyền và Liễu Vũ Tây bước vào. Linh Tuyền nhìn dáng vẻ đó của Lâm Cửu U, bất mãn hỏi anh, không phải là đang đọc sách sao? Vậy sách đâu? Lâm Cửu U chỉ trả lời Linh Tuyền bằng một tiếng ở kiệt sức. Nhưng Linh Tuyền cũng không thèm để ý đến Lâm Cửu U nữa, chỉ khách sáo nói với Liễu Vũ Tây. Nơi này đơn sơ, cô đừng để tâm nhé. Liễu Vũ Tây nghe xong vội vàng nói, không đâu. Sau khi Liễu Vũ Tây tìm một nơi ngồi xuống thì nói lời cảm ơn với Linh Tuyền linh tuyền nghe xong vừa mở hồ lô dựa ra vừa nói thật ra phụ thân cô không cần minh vực thạch chỉ cần tìm một người có thể chất trí âm chung chân gối với ông ấy nhiều ngày sau sẽ có thể trung hòa lời nói của linh tuyền khiến lâm cửu u giật mình thốt ra tiếng đồng thời cũng khiến linh tuyền sặc rượu cô bất mãn hỏi lâm cửu u phản ứng mạnh như thế làm gì lâm cửu u hỏi ngược lại linh tuyền sư phụ không phải là thể chất trí âm sao chẳng lẽ người muốn làm mẹ kế của người ta sao lời nói này vừa dứt liễu vũ tây lập tức kinh ngạc linh tuyền nhìn về phía lâm cửu u với ánh mắt giết người không hề che giấu sau đó lâm cửu u được linh tuyền thưởng một trận đòn tan nát cuối cùng một chân cô dẫm lên người lâm cửu u hỏi có phải là mấy ngày nay không bị đánh nên ngứa người không Lâm Cửu U dãy dụa gào lên, không phải người là có ý này sao? Đương nhiên không phải vi sư, Linh Tuyền tức giận trả lời. Liễu Vũ Tây đứng bên cạnh lên tiếng, thật ra bọn ta đã từng nghĩ đến, cũng có tìm qua rồi, thậm chí mẫu thân ta còn bằng lòng chấp nhận rời khỏi phụ thân. Nhưng đã tìm khắp cả Tây Kinh cũng không tìm được người nào, đồng thời cũng không đủ thời gian để bọn ta tiếp tục tìm người. Không ngờ Linh Tuyền trưởng lão lại là thể chất trí âm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà ép buộc Linh Tuyền trưởng lão. Nhưng Linh Tuyền lại túm lấy Lâm Cửu U, nói ra một câu khiến Liễu Vũ Tây kinh ngạc không thôi. Cô nói: "Bản thân ta không được, nhưng Lâm Cửu U thì được." Câu nói này khiến Lâm Cửu U giật mình, người đang nói một thứ rất mới mẻ sao? Linh Tuyền muốn Lâm Cửu U song tu với phụ thân của Liễu Vũ Tây để cân bằng âm dương, chữa trị cho ông ấy. Liễu Vũ Tây nghe xong cũng ngẩn ngơ, tại sao Lâm Cửu U lại có thể song tu với phụ thân của cô ấy? Linh Tuyền nói: "Lâm Cửu U đã tu luyện đạo quỷ mờ, đối với phụ thân cô mà nói thì bây giờ hắn chính là mỹ vị." Liễu Vũ Tây nghe xong, gương mặt đầy vẻ rối rắm, suy cho cùng nam với nhau cũng quá, nhưng bây giờ đây lại là biện pháp duy nhất rồi, cô ấy không có lựa chọn khác vì thế liễu vũ tây đã đồng ý cho dù nam cũng được vai chính của sự kiện này là lâm cửu u ở bên cạnh trở nên lo lắng cái gì gọi là nam cũng được chứ anh không được anh không muốn mình độc thân hai kiếp bây giờ lại cống hiến cho nam thật ra tất cả những chuyện này đều chỉ là linh tuyền trêu chọc lâm cửu u mà thôi sự thật là để lâm cửu u đã tu luyện đạo quỷ mờ lấy đi dương linh dư thừa của phụ thân liễu vũ tây dù sao lâm cửu u cũng là thể chất trí dương có thêm dương linh nữa cũng hoàn toàn không sợ ngược lại đối với anh còn có tác dụng tốt đến lúc đó linh tuyền cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ đảm bảo không có sai sót nghe thấy lời giải thích của linh tuyền lâm cửu u thở phào nhẹ nhõm về phần màn trêu chọc của linh tuyền anh lựa chọn quên đi lỡ như anh thể hiện sự bất mãn linh tuyền muốn làm thật thì phải làm thế nào liễu vũ tây nghe xong cũng sững sờ sau đó gương mặt xinh đẹp của cô ấy nhanh chóng ửng đỏ lên thì ra là cô ấy nghĩ nhiều rồi điều này khiến công chúa của một nước như cô ấy cảm thấy rất ngại chỉ là bây giờ có một vấn đề nếu như đi cứu phụ thân của liễu vũ tây ngày mai lại là ngày chính thức của thiên viêm đại hội có xung đột về thời gian gương mặt liễu vũ tây cũng tràn đầy vẻ khó xử lúc này lâm cửu u hỏi liễu vũ tây đi tây kinh cần bao lâu liễu vũ tây trả lời ngự kiếm cần nửa ngày lâm cửu u nghe xong lập tức đề nghị xuất phát ngay bây giờ ngày mai có thể kịp trở về cho nên lâm cửu u bảo linh tuyền mau lấy phi hành khí ra để lên đường linh tuyền liếc nhìn lâm cửu u một cái rồi hỏi ngược lại dựa vào cái gì mà phải đồng ý với cô ấy lâm cửu u thấy thế liền kéo linh tuyền sang một bên anh thấp giọng nói chỉ cần đáp ứng lời thỉnh cầu này thì sau này người có thể tùy ý hút dương linh của đệ tử tuyệt đối không nuốt lời chứ linh tuyền hỏi lâm cửu u lập tức phát lời thề chỉ cần đệ tử nuốt lời thì sẽ bị trời đánh nhưng linh tuyền không dễ lừa như thế cô hỏi ngược lại lâm cửu u giúp đỡ liễu vũ tây thật sự chỉ là vì đã từng cứu mạng ngươi sao lâm cửu u ừ một tiếng và nói đệ tử không muốn nợ nhân tình của người khác về phần trong lòng anh nghĩ như thế nào chỉ có bản thân anh biết linh tuyền thấy thế hài lòng nở một nụ cười rồi đi về phía liễu vũ tây và nói chuyện không thể trần trừ chúng ta mau khởi hành đi sau đó họ ra khỏi nhà linh tuyền vung ngón tay lên một cái hô một tiếng kiếm đến Lập tức một thanh phi kiếm xé không gian bay đến, Linh Tuyền lập tức dùng lực đạp lên mặt đất một cái, nhảy lên trên phi kiếm rồi nói với Lâm Cửu U: "Lên đi." Lâm Cửu U lúng túng: "Anh không lên được." Trải qua một phen nỗ lực, Lâm Cửu U đã thành công ngồi lên trên phi kiếm, tiến về Tây Kinh. Lúc này anh có chút tò mò, phải là cảnh giới gì mới có thể ngự kiếm phi hành? Anh bèn lên tiếng hỏi Linh Tuyền, Linh Tuyền trả lời: "Phải đến dung hợp cảnh hậu kỳ." Vậy cũng có nghĩa là đến cảnh giới tiếp theo thì anh cũng có thể bay rồi. Tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, không bao lâu đã đến Tây Kinh. Liễu Vũ Tây dẫn họ đi vào hoàng cung, chỉ chốc lát sau họ đã đến trước hoàng cung. Liễu Vũ Tây hỏi thái giám, phụ hoàng thế nào rồi? Đối diện với câu hỏi của công chúa, thái giám tựa như có chút khó khởi tấu. Liễu Vũ Tây bảo thái giám, có việc gì cứ nói thẳng, không sao cả. Đồng thời hai vị bên cạnh cũng là đến giúp phụ hoàng, cứ nói không sao. Thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng nói, bệ hạ và cung nữ của hậu cung. Còn chưa nói hết thì một tiếng cứu mạng đã truyền ra. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi lảo đảo chạy ra thị vệ canh cửa lập tức ngăn cản cô ấy lại, đồng thời hét lên với cô ấy, quay lại. Nhưng cô gái đó lại gào thét nói chết cũng không quay lại. Lâm Cửu U thấy thế tò mò nói với Linh Tuyền, sư phụ, cung nữ này thoạt nhìn giống như đang chịu sự ngược đãi. Linh Tuyền phủ nhận cách nói của Lâm Cửu U bởi vì vết thương trên người của cung nữ không phải là bị đánh mà có, ngược lại giống như là chuyện đó tạo thành. Sau khi cung nữ nhìn thấy Liễu Vũ Tây, lập tức lên tiếng gào to với cô ấy, cứu mạng. Liễu Vũ Tây tiến lên bảo thị vệ thả cung nữ đó ra. Cung nữ lập tức nhào về phía Liễu Vũ Tây, gào khóc nói, tam công chúa người đừng vào trong đó bệ hạ đã điên rồi điều này càng khiến liễu vũ tây tò mò hơn nữa rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì sau lời giải thích của thái giám họ biết được thì ra trong cung có một vị thần y đến ông ta đã nói với bệ hạ và nương nương rằng nếu như không tìm được thể chất trí âm thì có thể dùng tất cả nữ quyến trong cung để thay thế lời nói này khiến liễu vũ tây chừng to mắt cô ấy không ngờ ngay cả mẫu hậu của cô ấy cũng tin đối với thần y mà thái giám nói sắc mặt của liễu vũ tây vô cùng lạnh lùng thậm chí cảm thấy nên bắt ông ta lại lang chỉ xử tử đây rõ ràng là đẩy hoàng tộc tây kinh của chúng ta đến nơi đầu sóng ngọn gió để lại cái danh dâm loạn cho dù phụ hoàng có chuyển biến tốt thì đó cũng chẳng qua là trị ngọn không trị gốc chút âm linh đó đối với phụ hoàng mà nói chẳng qua cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả sẽ càng thêm ác hóa còn để lại danh hiệu hoang dâm vô độ linh tuyền thấy liễu vũ tây muốn đi vào đã ra mặt ngăn cản dù sao cảnh tượng bên trong cũng không thích hợp để liễu vũ tây đi vào liễu vũ tây cũng không khỏi nhắm mắt lại ít nhiều cô ấy có thể đoán ra được cảnh tượng bên trong linh tuyền gật đầu nói dù sao cũng là phụ mẫu phần lớn đều muốn để lại những ấn tượng tốt cho con cái nếu như cô thật sự bước vào sau này phụ hoàng cô tỉnh lại thì ông ấy nên đối diện với cô như thế nào lúc này cô ở lại bên ngoài là càng giữ lại một chút tôn nghiêm cho phụ hoàng của cô cho nên cuối cùng linh tuyền chỉ bảo lâm cửu u cùng cô đi vào trong lúc linh tuyền dẫn lâm cửu u đi vào trong tầm cung hoàng đế một mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra từ trong tầm cung đôi mắt đẹp của linh tuyền khẽ ngưng động lại cô hơi nghiêng đầu một chút bàn tay ngọc ngà trực tiếp bóp gãy mũi tên đó thì ra người tập kích linh tuyền là quan chỉ huy của thị vệ hoàng cung mông đan anh ta võ đoán cho rằng đám người linh tuyền là lừa gạt giống như tên thần y kia thái giám bước tới giải thích họ là người của núi côn lôn là do tam công chúa dẫn đến để cứu chữa cho bệ hạ thế nhưng mông đan vẫn không nghe lọt tai anh ta cho rằng liễu vũ tây đã bị đám người linh tuyền lừa gạt linh tuyền thấy thế cảm thấy hơi mất kiên nhẫn trong khoảnh khắc anh ta phân tâm cô đã tung một cước về phía điểm yếu của anh ta tiếng hét vỡ nát lanh lảnh đó vang vọng lên khắp bầu trời của hoàng cung lâm cửu u nhìn đến thân dưới phát lạnh kinh hồn bạt phía hỏi linh tuyền sư phụ sau này người sẽ không đối xử với đệ tử như thế chứ linh tuyền chỉ trả lời lâm cửu u bằng một nụ cười ngươi đoán xem thái giám đó nhìn thấy cũng ngơ ngẩn không ngờ thị vệ kim đan cảnh lại bị đánh bại một cách đơn giản như thế sau đó hai người liên tuyền đi vào trong tầm cung của hoàng đế cảnh tượng trước mắt khiến lâm cửu u đưa tay lên bịt miệng lại tất cả cung nữ trong hậu cung đều tụ tập ở nơi này mặc dù nói hậu cung của hoàng đế ba ngàn giai lệ nhưng đây cũng quá lâm cửu u hoàn toàn ngẩn ngơ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng anh nhỏ tiếng lầm bầm nếu như đây là cảnh tượng trong chuyện tranh thì chủ bút nhất định sẽ bị mắng thảm luôn linh tuyền nhìn thấy lâm cửu u lầm bà lầm bầm hỏi anh đang nói gì đấy lâm cửu u vội vàng trả lời không có gì tiếp theo nên làm thế nào đây linh tuyền liếc nhìn hoàng đế một cái rồi nói với lâm cửu u hút cạn ông ấy lời nói gây hiểu lầm này khiến sắc mặt lâm cửu u trắng bệch nhưng thật ra không phải như lâm cửu u nghĩ thật ra chính là để lâm cửu u đặt tay lên người hoàng đế để âm linh hội tụ một chút ở lòng bàn tay sau đó dương linh trên người của hoàng đế sẽ bị âm linh hấp dẫn cuối cùng trực tiếp nuốt chửng là được rồi lâm cửu u nghe xong đã hiểu nhưng tình hình trước mắt khiến anh không ra tay được linh tuyền thấy thế bèn giúp lâm cửu u một tay một luồng gió lốc đột nhiên hình thành xung quanh linh tuyền gió lốc này ngay lập tức cuốn quét cả hoàng đế và đám cung nữ những cung nữ đó trực tiếp bị ném ra bên ngoài còn hoàng đế cũng bị gió lốc thổi đến mất đi ý thức lúc lâm cửu u định tiến lên trước hút dương linh của hoàng đế linh tuyền bảo anh đừng hút một lần quá nhiều đợi khi ta dùng hết số dương linh hút ra được rồi tiếp tục lâm cửu u gật đầu thể hiện mình đã biết rồi tiếp theo đó một vòng lốc xoáy nút chừng cỡ nhỏ hình thành trong lòng bàn tay của lâm cửu u lúc lòng bàn tay anh ấn lên người của hoàng đế số dương linh tràn trề đó của ông ấy không ngừng bị lâm cửu u hút ra nhưng cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến lâm cửu u trở nên miên man bất định dù sao thì pháp môn này thật sự rất giống phản phái hay là nói thật ra anh và linh tuyền chính là phản phái của thế giới này nhỉ nếu không ai lại tu luyện loại pháp thuật tà đạo như vậy chứ lúc này linh tuyền nói với lâm cửu u hút trước bấy nhiêu thôi lâm cửu u liền thu tay lại dương linh hút ra bắt đầu di chuyển bên trong cơ thể của lâm cửu u còn linh tuyền thì đưa tay ra nhào về phía lâm cửu u số dương linh dư thừa đó là của cô rồi nhưng hình như Linh Tuyền đã hơi quá tay, cô không chỉ hút đi số dương linh từ chỗ hoàng đế mà ngay cả dương linh trên người Lâm Cửu U cũng bị hút đi. Hệ thống lập tức cảnh báo Lâm Cửu U, điểm linh lực chỉ còn lại dưới 100. Lâm Cửu U vội vàng nắm chặt lấy tay của Linh Tuyền, lớn tiếng gọi: "Sư phụ!" Tiếng gọi sư phụ này mới khiến Linh Tuyền giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt lần nữa khôi phục vẻ tỉnh táo. Còn bộ dạng của Lâm Cửu U thì giống như suýt chết, oán trách Linh Tuyền một trận kết quả linh tuyền nghe xong chỉ ừ một tiếng khiến lâm cửu u vô cùng tức giận phải biết rằng suýt chút nữa anh đã chết rồi sư phụ người phải tiết kiệm chứ thể chất trí dương khó tìm này của đệ tử nếu như tiêu hao sạch sẽ trong một lần thì nửa đời sau của người phải sống như thế nào linh tuyền nghe xong nhìn về phía anh trong miệng lẩm bẩm nửa đời sau đúng vậy một ngày là đồ đệ cả đời cũng là đồ đệ cũng không biết sư phụ có thể phi thăng thành tiên hay không nên vẫn phải suy nghĩ đến cuộc sống nửa đời sau của người chứ nếu không thì loại thể chất này của người còn tu luyện đạo quỷ mờ chỉ có thể sống cuộc sống không giống người không giống quỷ thôi lời nói này khiến nội tâm bình tĩnh của linh tuyền lập tức dấy lên cơn sóng gợn trực tiếp nhất chính là phản ứng trên gương mặt của cô cô đỏ mặt ngoài lạnh trong nóng hử một tiếng chỉ dựa vào ngươi mà còn muốn chăm sóc cho nửa đời sau của ta lâm cửu u nói với vẻ hèn hạ chẳng lẽ còn có thể tìm được một người giống như đệ tử nữa sao thấy lâm cửu u được nước làm tới linh tuyền nắm chặt lấy cổ áo của anh tức hồng hộc nói chẳng qua chỉ là cung cấp một chút dương linh cho lão nương thôi mà nói chuyện đã không có chừng mực như vậy rồi nói xong cô tung một cước đạp lâm cửu u văng ra bảo lâm cửu u tiếp tục trị bệnh cho hoàng đế lâm cửu u đi được mấy bước không biết lấy đâu ra can đảm đột nhiên quay đầu lại nói với linh tuyền lúc người mắc cỡ cũng rất đáng yêu đấy linh tuyền im lặng nhưng gương mặt ửng đỏ của cô có thể lộ ra tâm trạng lúc này của cô lâm cửu u tiếp tục hút dương linh cho hoàng đế đột nhiên dương linh của lâm cửu u lại không ngừng bị hoàng đế hút ngược trở lại Lâm Cửu U đau đớn gào thét gọi Linh Tuyền đến cứu mạng. Linh Tuyền cũng nóng lòng, vội vàng bảo Lâm Cửu U tán công, nhưng Lâm Cửu U hoàn toàn không tiêu tán được lốc xoáy nút chừng trong tay. Linh Tuyền lập tức đến phía sau người Lâm Cửu U, muốn giúp Lâm Cửu U thoát khỏi, nhưng kết quả lại không đơn giản như tưởng tượng. Lúc này Linh Tuyền phát hiện ra Lâm Cửu U chịu sự ảnh hưởng của Hoàng đế, dương linh trong cơ thể anh đang nhanh chóng chuyển hóa thành âm linh, mà đạo quỷ mờ của Lâm Cửu U còn chưa tiếp nhận được truyền thừa hoàn chỉnh, cứ tiếp tục như thế thì cơ thể sẽ vì âm dương đảo lộn mà nổ tung mất mạng đột nhiên âm linh và dương linh khổng lồ trên cơ thể lâm cửu u mạnh mẽ bộc phát trong lúc gấp rút không kịp phòng bị ngay cả linh tuyền cũng bị chấn động bay ra ngoài ngã trên mặt đất ở một bên linh tuyền hơi ngạc nhiên rốt cuộc lão hoàng đế này đã luyện loại công pháp gì còn lâm cửu u cũng nóng lòng bởi vì cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chết mất hệ thống đang không ngừng hiện ra lời cảnh báo điểm linh lực của anh đang nhanh chóng giảm xuống một khi rơi xuống số âm thì anh sẽ phải lãnh cơm hộp rồi đột nhiên lâm cửu u nghĩ ra gì đó thầm gào thét trong lòng với hệ thống tại hấp tinh đại pháp nhưng lâm cửu u tức giận khi đã là lúc nào rồi mà hệ thống vẫn còn đang lốt đinh lúc này điểm linh lực của lâm cửu u chỉ còn lại 20 điểm thôi dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ của lâm cửu u cuối cùng hấp tinh đại pháp của anh đã tải được một ngay sau đó một luồng ánh sáng vàng lóa mắt xoay quanh thân người của anh ánh sáng đó khiến cả linh tuyền cũng không thể không nhắm mắt lại sau khi linh tuyền mở mắt ra nhìn thấy lâm cửu u đã thoát khỏi thân thể của hoàng đế hình như ông ấy đã được chữa khỏi rồi nhưng lâm cửu u lại ngã trên mặt đất Lúc Lâm Cửu U tỉnh lại lần nữa, anh nhìn hoàn cảnh xung quanh, sững sờ cả người, đây không phải là nhà của mình sao, chẳng lẽ mình lại xuyên không trở về rồi ư? Điều này khiến Lâm Cửu U vô cùng kích động, sau này giấc mộng tu tiên thật sự không còn nữa rồi, thật sự quá đáng sợ rồi, lúc này điện thoại của Lâm Cửu U vang lên, người gọi đến là biên tập viên truyện tranh của Lâm Cửu U, Đào Đào Tử, Lâm Cửu U nhận điện thoại, hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng lại bị Đào Đào Tử lớn tiếng hỏi, có phải cậu chết rồi không, sao mãi không nghe điện thoại, còn nữa, bản thảo của cậu đâu? ngày đang chuyện là hôm nay tốt nhất cậu nên nộp bài đúng giờ cho tôi nếu không tôi sẽ cho drop bộ chuyện tranh dở tệ này của cậu sau khi cúp điện thoại lâm cửu u tê dại chuyện tranh của anh sắp bị drop không không được lâm cửu u hình như không chấp nhận được kết quả này nên đã lần nữa giật mình tỉnh giấc sau đó anh thấy mình đang mặt đối mặt với sư phụ linh tuyền linh tuyền nhìn anh nói ba ngày rồi rốt cuộc ngươi cũng sống lại rồi lâm cửu u nghe xong không khỏi che chắn lại nghĩ đến giấc mơ của mình đây không phải là hành hạ nhiều lần sao tiếp đó lâm cửu u tò mò hỏi hoàng đế thế nào rồi Linh Tuyền trả lời, "Chưa chết, đã trị khỏi rồi." Lâm Cửu U thở phào nhẹ nhõm, cũng xem như đã báo được ơn cứu mạng của Liễu Vũ Tây rồi. Khi Lâm Cửu U nhìn vào quần áo của chính mình, anh ngẩn người ra. Linh Tuyền lấy một tấm gương đưa cho Lâm Cửu U để anh tự nhìn dáng vẻ của chính mình. Lâm Cửu U nhận lấy gương, nhìn một cái, anh còn muốn lớn tiếng gào lên, "Vãi, đây không phải là mình của kiếp trước sao?" Linh Tuyền bảo anh giải thích nguyên nhân, Lâm Cửu U cũng không biết, tại sao lại biến về dáng vẻ của kiếp trước chứ, nhưng mà vẫn là kiếp trước của bản thân đẹp trai thật ra linh tuyền cũng không phải rất muốn biết nguyên nhân dù sao thì lâm cửu u cũng là đoạt xá mà đến xảy ra chuyện kỳ lạ cũng không có gì lạ chỉ là đối với những người khác mà nói thì phải có một cái cớ để giải thích lúc này lâm cửu u để ý thấy có chút kỳ lạ anh tò mò quần áo trên người anh là do ai thay là sư phụ người sao vậy không phải là người đã nhìn thấy hết của đệ tử rồi sao linh tuyền nghe xong chỉ về một phương hướng nói là nàng ta thay không phải ta ngay lập tức một cô gái xinh đẹp như hoa ném cho anh một ánh nhìn quyến rũ lâm cửu u nhìn xong cả người cứng đờ lúc này linh tuyền nói liễu vũ tây đang đợi họ sau khi thay đồ xong thì sẽ đi tìm bọn họ sau khi linh tuyền rời khỏi lâm cửu u mở giao diện hệ thống ra nhìn điểm số của điểm linh lực lâm cửu u nuốt một ngụm nước miếng chỉ thấy trên giao diện rõ ràng viết bảy chữ số đó là tận một triệu điểm linh lực xét từ linh lực mà linh tuyền hấp thụ từ anh thì những điểm số này đều là dương linh vậy không phải chính là nói trong vòng 3 ngày này trừ đi điểm linh lực chuyển hóa thành âm linh thì vẫn còn lại một triệu lâm cửu u lập tức có cảm giác như trúng vé số hệ thống nhắc nhở một triệu điểm linh lực đã có thể đổi được linh tịch cảnh cảnh giới trung cấp của luyện khí hóa thần sau khi khấu trừ vẫn còn thừa 5000 điểm, có muốn đổi thêm không? Lâm Cửu U suy nghĩ, cảnh giới tiếp theo của linh tịch là nguyên anh, người bình thường tu luyện đến cảnh giới nguyên anh cần phải 1 200 năm, như vậy có phải là quá khoa trương rồi không? Hơn nữa bây giờ tố chất cơ thể của anh lập tức thăng lên đến nguyên anh cũng là vỏ bọc dung lượng lớn rồi, sau này linh tuyền phát hiện, hỏi ra thì giải thích cũng phiền phức, hay là cứ đổi tâm động cảnh là được. Sau khi hệ thống trừ 350.000 điểm linh lực, một đóa hoa sen hình thành trong cơ thể Lâm Cửu U, sau đó hoa sen hóa thành linh lực tinh thuần, dung nhập vào trong đan điền của lâm cửu u cảnh giới của lâm cửu u ngay lập tức được nâng lên đến tâm động cảnh chỉ là việc check in của lâm cửu u đã ngắt quãng phải bắt đầu lại từ đầu mặc dù ở trong hoàng cung nhưng điểm linh lực check in lại ít đến đáng thương điều này cũng khiến lâm cửu u rất nghi ngờ phải biết rằng nơi này là hoàng đô quốc lực thế lực cạnh tranh khốc liệt cũng có liên quan đến số lượng và cảnh giới của tu tiên giả trong hoàn cảnh nồng độ linh lực thấp như thế thật sự có thể tu luyện sao không lâu sau được cung nữ đẹp như hoa dẫn dắt lâm cửu u đến bên ngoài tẩm cung của tam công chúa liễu vũ tây sau một tiếng mời vào của liễu vũ tây lâm cửu u nhìn thấy hai người ngồi trên chủ vị lâm cửu u bước vào đang nghĩ có phải là phải hành lễ không thế là anh dựa vào những bộ phim của trang đã xem ở kiếp trước ôm nắm tay chào hỏi liễu vũ tây liễu vũ tây nhìn thấy khẽ mỉm cười nói nơi này không có người ngoài không cần hành lễ sau đó cô bảo lâm cửu u ngồi xuống sau khi lâm cửu u ngồi xuống bên cạnh linh tuyền hình như linh tuyền đã cảm nhận được gì đó khen ngơi lâm cửu u không tệ lời khen không đầu không đuôi này khiến lâm cửu u nghi ngờ linh tuyền cười nói không có gì chỉ là khen anh là thiên tài mà thôi lúc này liễu vũ tây xách váy lên hành lễ với lâm cửu u một cái cảm tạ lâm cửu u đã cứu phụ hoàng của cô ấy đại ân đại đức của lâm công tử và linh tuyền trưởng lão tiểu nữ không biết nên đền đáp như thế nào có điều gì ta có thể làm vì hai vị sinh cứ đề nghị ta nhất định sẽ dốc hết sức linh tuyền nghe xong bảo ta cũng thật sự cần cô giúp ta lấy một món đồ thầy liễu vũ tây tỏ vẻ nghi ngờ linh tuyền đã nói là một quyển sách trong tàng thư các của tây kinh quyển sách đó là do ca ca ta linh uyên để vào chỉ là một quyển thi tập rất bình thường thì ra quyển thi tập này là tín vật định tình do linh uyên tặng cho lan đình công chúa vào 100 năm trước Lan Đình công chúa là bà cô của Liễu Vũ Tây, Liễu Vũ Tây hơi ngơ ngẩn bởi vì Lan Đình công chúa chưa từng xuất giá. Lâm Cửu U nghe xong, cảm thấy Linh Uyên chắc chắn là cha nam rồi, nhưng hình như cũng không thể trách ông ấy, bởi vì Linh Tuyền nói, "Ca ca ta đã mất tích, hàng trăm năm nay ta tìm kiếm tung tích của huynh ấy nhưng đều không có kết quả gì." Liễu Vũ Tây nghe đến đây cũng hiểu được tại sao Lan Đình công chúa không xuất giá, là đang đợi ông ấy sao? Cho nên Liễu Vũ Tây đã đồng ý yêu cầu của Linh Tuyền, dẫn Linh Tuyền đi lấy Đột nhiên Lâm Cửu U hét lên một tiếng, hai người Linh Tuyền và Liễu Vũ Tây lập tức giật mình, Linh Tuyền tức giận hỏi Lâm Cửu U: "Ngươi kêu cái gì đấy?" Lâm Cửu U nhìn Linh Tuyền nói: "Sư phụ có phải là chúng ta đã quên Thiên Viêm Đại hội rồi không?" Lúc này Linh Tuyền lấy ra một món đồ rất giống ấn chương, đưa cho Lâm Cửu U, nhìn món đồ trong tay, Lâm Cửu U cảm thấy nghi ngờ. "Đây là thứ gì?" Đột nhiên món đồ trong tay Lâm Cửu U phát ra chuyển động lạ, dưới ánh mắt ngơ ngác của Lâm Cửu U, một hình chiếu toàn cảnh xuất hiện, thì ra vật trong tay Lâm Cửu U tên là Động Thiên, chuyên dùng để lưu trữ hình ảnh. Đây là do Lam Nhược Phong sai người mang đến, Liễu Vũ Tây thấy thế định tránh mặt, nhưng Linh Tuyền lại bảo, không cần. Tin tức mà Lam Nhược Phong đưa đến rất đơn giản, Thiên Viêm đại hội đã hoãn lại rồi, nguyên nhân là vì sau khi Tần Hạo Nam vu khống Lâm Cửu U bị tiêu diệt, gia tộc của hắn đến gây chuyện, đòi một lời giải thích, cho nên ông ấy bảo Linh Tuyền sau khi xong việc thì nhanh chóng quay về. Cuối cùng Lam Nhược Phong không quên dặn dò Linh Tuyền giúp ông ấy mang hai con vịt quay về, ông ấy nghe nói kinh thành Tây Kinh có vịt quay toàn cự đức cực kỳ ngon. Lâm Cửu U nghe xong ngơ ngẩn, hay thật, thì ra vịt quay mới là trọng điểm liễu vũ tây nhìn thấy cũng đứng một bên lén cười linh tuyền lập tức cầm động thiên đó dùng lực nghiền nát nó thật sự là quá mất mặt mà linh tuyền không thể chiều theo tật xấu của sư huynh lam nhược phong được mặc dù động thiên này rất quý báu cả cô cũng không mua nổi nhưng ai bảo động thiên này bị lam nhược phong đánh dấu rồi cô không dùng được nữa lần này phải để sư huynh keo kiệt đó đau lòng một chút mấy trăm tuổi rồi còn ấu trĩ đến vậy hay thật thế giới chỉ có trưởng môn bị tổn thương đã xuất hiện rồi không chỉ không có vịt quay mà ngay cả động thiên quý giá cũng không còn nữa liễu vũ tây ở bên cạnh lại cười nói cô lôn các người thật sự vô cùng đoàn kết khiến người ta rất ngưỡng mộ lâm cửu u nghe xong không khỏi đặt câu hỏi chẳng lẽ tây kinh không đoàn kết sao linh tuyền lập tức mắng lâm cửu u đừng hỏi những câu không nên hỏi lâm cửu u lập tức hiểu ra ngay bịt miệng lại xin lỗi liễu vũ tây liễu vũ tây khẽ lắc đầu tỏ ý không sao lâm cửu u cũng chuyển chủ đề nói ta có một nghi vấn liễu vũ tây nghe xong bảo lâm cửu u cứ nói lâm cửu u sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi nói trước kia lúc ta điều khí phát hiện linh lực của tây kinh rất loãng đồng thời không phải là loãng bình thường mà là gần như không có hoàn cảnh như vậy còn có thể tu luyện sao linh tuyền lập tức khen lâm cửu u nhanh như vậy đã có thể cảm nhận được linh lực nghe thấy lời này trong lòng lâm cửu u chấn động kinh ngạc cảm nhận linh lực của đất trời cũng cần trình độ nhất định sao trở về phải bổ sung thêm vào thế giới quan này mới được nhưng anh lại nói ra một cái cớ đã suy nghĩ sẵn trước đó, có được dương linh của hoàng đế nên tu vi đã tăng lên một ít, nhưng Liễu Vũ Tây lại nói, linh lực mà ta cảm nhận được không khác gì bình thường, nồng độ cũng không thấp. Lâm Cửu U nghe thấy nhíu mày lại, liền hỏi Linh Tuyền, vậy đệ tử cảm nhận sai rồi sao? Không thể nào, đó là giá trị của hệ thống check-in mà. Linh Tuyền trả lời Lâm Cửu U, ngươi cảm nhận không sai, sau đó nói với Liễu Vũ Tây, cảm nhận của cô cũng không sai. Điều này khiến Lâm Cửu U và Liễu Vũ Tây đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác, đều không sai, vậy là chuyện gì? thì ra nồng độ linh khí của hoàng cung cao hay thấp lại là do cảm nhận của mỗi người còn chuyện hoàng đế tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có người đang cố ý thao túng hiện tượng này chỉ có điều thời gian vô cùng ngắn ngủi lúc lâm cửu u phát giác là vừa đúng ngay lúc linh khí đang bị hấp thụ nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành trong phạm vi trăm dặm liễu vũ tây có hơi lo lắng vậy chắc chắn phải nhanh chóng tìm ra người đứng sau chuyện này mới được nhưng lúc này linh tuyền lại ôm đầu không biết tại sao cô lại cảm thấy hơi đau đầu Cô nói, chuyện này để lại ngày mai thương lượng sau đi. Lâm Cửu U muốn nói gì đó, nhưng lại bị một câu nói giận dữ của Linh Tuyền chặn lại. Vi sư không ngủ không nghỉ ngơi chăm sóc cho ngươi mấy ngày, nào như ngươi ngủ một giấc thoải mái. Liễu Vũ Tây thấy thế, muốn tiễn họ trở về, nhưng Linh Tuyền lại bảo không cần, cô biết đường. Ở một nơi nào đó trong tầm cung của Hoàng Cung, Lâm Cửu U vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi Linh Tuyền. Sao đang nói chuyện thì đột nhiên người muốn về ngủ vậy? Linh Tuyền nghe xong, quay đầu lại giận dữ nói một tiếng, ta đói rồi. Chỉ là gương mặt đó của cô hình như có hơi tiểu tụy, lâm cửu u không hiểu tưởng rằng linh tuyền lại khôi phục lại hình tượng bà điên như ngày trước nhưng linh tuyền lại cảm thấy đau đầu cô vịn đầu lại không biết tại sao tốc độ tiêu hao số dương linh hút được từ chỗ lâm cửu u lại nhanh hơn trước kia nhiều lần tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi tiếp đó linh tuyền không cho phép giải thích kéo tay của lâm cửu u rồi đẩy cửa phòng ra ném lâm cửu u vào trong đương nhiên lâm cửu u biết linh tuyền muốn làm gì trong lòng anh thầm cảm thán may mà bản thân còn có mấy trăm nghìn điểm linh lực nhưng nghĩ đến gương mặt từ tụy trước đó của linh tuyền lâm cửu u ôm chặt lấy linh tuyền chỉ cần có thể giúp sư phụ khỏe lại đệ tử đều đồng ý làm lâm cửu u đột nhiên nhào đến khiến hai người trực tiếp đối mặt nhìn nhau gương mặt của linh tuyền lập tức ửng đỏ lên lâm cửu u cười hỏi linh tuyền sao người không nói gì cả thế lời nói này đã đánh thức linh tuyền cô nhanh chóng đứng dậy che gương mặt đang nóng gian của mình lại và nói nhìn gương mặt này của ngươi ta có chút không thích ứng Lâm Cửu U nghe xong đắc ý cười nói, có phải là người cảm thấy đệ tử đẹp trai không? Sau đó anh càng được nước làm tới nói, có phải người động lòng rồi không? Linh Tuyền khôi phục lại tâm trạng, hư một tiếng. Cho dù ngươi đã thay đổi hình dạng thì vẫn là một thằng nhãi danh thôi. Trong phòng hơi ngột ngạt, ta đến cửa sổ hóng gió đây. Nhìn thấy Linh Tuyền muốn đi, Lâm Cửu U nắm chặt lấy bàn tay của Linh Tuyền, bảo cô không được đi. Linh Tuyền vừa mới hồi phục tâm tình lại bị cái nắm tay này của Lâm Cửu U làm dao động. Cô hừ một tiếng, chẳng ra thể thống gì. Lâm Cửu U nhìn Linh Tuyền, hỏi ngược lại từ lúc đoạt xá đến nay giữa sư đồ chúng ta có từng có thể thống bao giờ linh tuyền bao biện là do đạo pháp mà ta tu luyện đặc biệt mà thôi lâm cửu u cười hi hi nói đệ tử lại chưa từng nghĩ sẽ làm gì với người hơn nữa cho dù có loại ý nghĩ đó thì đệ tử cũng không phải là đối thủ của sư phụ sư phụ người đỏ mặt gì chứ hình như linh tuyền không cam tâm chịu thua lâm cửu u cô cười ha ha nói một câu vậy sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà từ trúc cơ thăng lên đến tâm động cứ tiếp tục thế này rất nhanh ngươi sẽ vượt qua vi sư rồi nói đi rốt cuộc ngươi là ai là xác thịt hay là linh hồn nếu là linh hồn thì đệ tử cũng chỉ là một người làm công bình thường cũng chỉ là lão bá tánh thấp cổ bé họng bị bóc lột linh tuyền nhìn lâm cửu u lên tiếng phủ nhận linh hồn của ngươi tuyệt đối không phải là tồn tại đơn giản như thế lúc tiểu tử lâm ra hiến xá đã triệu hoán ma quân lời nói này khiến lâm cửu u nghi ngờ ma quân là gì thì ra ma quân được lưu truyền là một truyền kỳ của giới tu luyện chưa từng có ai nhìn thấy hắn tương truyền hắn là người yêu của một vị nữ thần trên cửu thiên bởi vì xúc phạm thiên nộ nên bị đọa vào địa ngục cửu u trở thành ma quân lâm cửu u bĩu môi Mọi người đều biết tiểu tử Lâm gia không thể tu luyện, chắc là từ đâu đó học được cấm thuật nhị lưu nên mới triệu hoán ra đệ tử. Hơn nữa ma quân là truyền thuyết, có tồn tại hay không còn chưa biết. Lâm Cửu U nói điều này khiến Linh Tuyền hơi im lặng. Cô nghiêm túc hỏi Lâm Cửu U, thật sự không phải à? Lâm Cửu U vừa muốn giải thích thì đột nhiên sắc mặt của anh trầm xuống, ngay sau đó anh bấu chặt ngực mình, cắn răng nói một câu, đau quá. Linh Tuyền đang muốn tiếp xúc Lâm Cửu U để kiểm tra xem là chuyện gì thì lại phát hiện thân thể anh nóng rực lên. Nguyên nhân khiến Lâm Cửu U đau đớn chính là ấn chú ở tim đó. Cơn đau đớn kịch liệt trực tiếp khiến Lâm Cửu U hôn mê, trong đầu óc có một người đang chất vấn anh, tại sao không giúp ta báo thủ, tại sao? Nhìn Lâm Cửu U đau đớn khó chịu, Linh Tuyền cũng không có cách gì, lúc này đột nhiên Lâm Cửu U nắm chặt lấy Linh Tuyền, tiếp theo đó ấn chú của Lâm Cửu U tản ra khí tức quỷ dị, bắt đầu quấn lấy Linh Tuyền, ngay lập tức ý thức của Linh Tuyền tựa như bước vào trong đầu óc của Lâm Cửu U, lúc Lâm Cửu U mở mắt ra, anh hỏi Linh Tuyền một câu, đây là nơi nào? Linh Tuyền trả lời, chắc là ở trong ký ức nhưng linh tuyền nhìn dáng vẻ của lâm cửu u có chút bối rối lâm cửu u đối diện với ánh mắt của linh tuyền có hơi nghi ngờ sau đó anh nhìn lại bản thân gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng kinh ngạc đây không phải là dáng vẻ kiếp trước của mình sao đột nhiên linh tuyền lại cười nói dáng vẻ của ngươi trông cũng không có sức sống lắm nhỉ lâm cửu u sờ đầu bởi vì cứ mãi lo viết bản thảo cho nên ngủ không đủ linh tuyền dựa vào vai của lâm cửu u viết bản thảo là công việc nào đó của ngươi ở thế giới kia à chính là vẽ tranh không đáng để nhắc có điều sư phụ hình như người không hề cảm thấy kinh ngạc à linh tuyền cười ha ha trả lời sớm đã biết ngươi là đoạt xá đến đây thì đương nhiên không có gì đáng kinh ngạc rồi hơn nữa vi sư sống nhiều năm như vậy cũng gặp qua không ít hiện tượng kỳ lạ tỏ vẻ rất kinh ngạc có phải hơi giả tạo không lâm cửu u suy nghĩ cảm thấy cũng đúng nhưng điều khiến lâm cửu u nghi ngờ là tại sao ấn chú phát tác lại kéo cả linh tuyền vào trong ký ức của tiểu tử lâm gia linh tuyền bảo trước mắt vẫn còn chưa rõ có lẽ hắn có chuyện muốn nói với chúng ta bây giờ nơi lâm cửu u và linh tuyền đang đứng trong ký ức là cảnh tượng lúc tiểu tử lâm ra vừa ra đời trong nhà còn truyền ra âm thanh vui mừng kinh ngạc của bà mụ hình ảnh này cũng giúp lâm cửu u và linh tuyền biết được mốc thời gian chẳng lẽ tiểu tử lâm ra này muốn nói gì với họ về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó lúc này linh tuyền vươn vai một cái đi về phía bàn đá ở bên cạnh đồng thời bảo lâm cửu u ngươi vào nhà xem thử có hiện tượng gì không còn linh tuyền thì ngồi bên bàn đá từ từ ngủ thiếp đi lâm cửu u muốn gọi linh tuyền thức dậy nhưng hình như không có tác dụng gì xem ra ở trong ký ức tinh thần lực của linh tuyền cũng đang tiêu hao lâm cửu u hiểu được không thể ở lại trong ký ức quá lâu chỉ là không biết làm thế nào mới có thể rời khỏi ký ức này cảnh tượng lúc này chính là mẫu thân của nguyên thân lâm phu nhân đang sinh khó cần tìm đại phu để tiến hành mổ bụng lấy con rất nhanh bà mụ đã mời trương đại phu tới trương đại phu này tóc bạc gương mặt tuấn tú còn chưa kể thật sự khiến người ta nhìn không ra ông ta là một đại phu điều này cũng khiến lâm cửu u rất nghi ngờ có phải ông ta có vẻ ngoài quá đẹp không lúc ông ta đi ngang qua lâm cửu u lại quay đầu lại nhìn anh một cái khiến lâm cửu u giật mình lúc này anh đang ở trong ký ức của người khác vừa rồi rốt cuộc ông ta là đang nhìn mình hay chỉ đơn thuần quay đầu lại lâm cửu u vẫn còn đang nghi ngờ thì ông ta đã đến bên cạnh lâm phu nhân đồng thời sai người chuẩn bị nước nóng và vải băng sạch cuối cùng trong phòng chỉ có thể để hai người ở lại ông ta đặt hộp công cụ trên vai xuống mở ra xem bên trong lại còn có dao lá liễu dùng để phẫu thuật lúc này một bàn tay nắm lấy ống tay áo của ông ta người này chính là lâm phu nhân ngoại trừ yếu ớt than đau da bà ấy còn hỏi lão ra đâu cũng chính là chồng của bà ấy bà mụ bẩm báo lão ra đang trên đường trở về phu nhân người đừng nói chuyện nữa để dành sức lực để sinh con trương thần y sẽ giúp người sinh đứa bé ra an toàn sau khi chuẩn bị đạo cụ cần dùng cho cuộc phẫu thuật xong trương đại phu vung tay áo một cái về phía lâm phu nhân hình như là có bột phấn gì đó giải lên người lâm phu nhân ngay sau đó bà ấy đã hôn mê thì ra ông ta nhận định lâm phu nhân không kịp thời gian để thuốc tê có phản ứng nhưng nếu như tiến hành phẫu thuật trong lúc tỉnh táo thì chắc chắn sẽ vì đau đớn kịch liệt mà dẫn đến suy kiệt tim cho nên đã dùng pháp thuật hôn mê giao phẫu thuật được nhúng qua rượu để khử độc sau đó ông ta bảo bà mụ cởi quần áo của phu nhân ra bà mụ hơi chần chừ nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của ông ta bà ấy vẫn làm theo sau khi căn chính xác vị trí của nguyên thân ông ta bắt đầu động dao lâm cửu u chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này không khỏi cảm thấy nghi ngờ ông ta có phải là người xuyên không hay không dù sao thì động tác đó thoạt nhìn cũng vô cùng giống với bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa chuyên nghiệp hay là anh không có nhận thức chính xác đối với trình độ y học của thế giới này lâm cửu u đầu óc rối bời vô cùng bực bội anh không hiểu tiểu tử lâm ra đó rốt cuộc muốn cho anh xem thứ gì lúc này linh tuyền vốn đang ngủ mê đã tỉnh dậy cô dựa vào người của lâm cửu u hỏi có phát hiện gì không lâm cửu u vừa định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt cứng đờ lại họ đã trở về từ trong ký ức của tiểu tử lâm ra rồi lâm cửu u thấy linh tuyền suy nhược lập tức đặt cô nằm trên giường ngay sau đó anh hỏi linh tuyền làm cách nào để độ dương linh qua cho người Linh Tuyền bảo, chỉ cần tiếp xúc thì có thể hút dương linh rồi, sau đó cô bảo Lâm Cửu U tiến tới gần cô hơn một chút, sắc mặt của Linh Tuyền suy yếu đi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tất cả đều quá bất thường, sau đó Linh Tuyền đặt tay lên đan điền của Lâm Cửu U, dương linh của Lâm Cửu U bắt đầu không ngừng bị Linh Tuyền hấp thụ, chỉ có điều sắc mặt của Linh Tuyền dần, dần dần có chút không đúng lắm, bắt đầu nói những lời cô không thể nói, Lâm Cửu U, cả đời này đừng rời khỏi ta, cả đời đều phải cho ta dương linh, Lâm Cửu U cũng phát giác ra điểm bất thường của Linh Tuyền anh bắt đầu nghi ngờ dương linh thu hoạch được trên người của hoàng đế đã bị động tay động chân bởi vì kể từ sau lần đó linh tuyền cũng trở nên không bình thường thế là lâm cửu u cảm thấy không thể để linh tuyền hút dương linh nữa nhưng lúc này linh tuyền lại không đồng ý lâm cửu u cũng không có cách nào đành khép tay lại đánh lên cổ của linh tuyền nhìn linh tuyền hôn mê lâm cửu u chỉ có thể âm thầm cầu nguyện khi cô tỉnh lại có thể tha cho anh một mạng sau đó anh đắp chăn cho linh tuyền cũng chính trong lúc này hệ thống hiện ra công năng mới đã mở khóa hỏi lâm cửu u có muốn khởi động hay không Lâm Cửu U lập tức chọn khởi động, công năng mới lần này là thu hoạch được lần buff đầu tiên của linh tuyền, có thể nhận được phiếu check-in ngoại tuyến, phiếu check-in ngoại tuyến có thể dùng để rút thưởng, đơn giản mà nói chính là nhận được lần đầu tiên của linh tuyền thuộc mọi ý nghĩa, nhưng Lâm Cửu U lại không hiểu, còn bị hệ thống giễu cợt, mỗi phiếu check-in ngoại tuyến có thể rút được 3 lần, cao nhất có thể rút được đạo cụ, kỹ năng màu cam hoặc thẻ úp thần bí, quan trọng nhất là không đảm bảo mức thấp nhất. Lâm Cửu U xem xong, không khỏi nói một câu, đen thật, sau khi lâm cửu u đến kim đan cảnh sẽ khởi động được chức năng dùng điểm linh lực để trao đổi phiếu check in ngoại tuyến giá trị trao đổi là 10.000 điểm linh lực một tấm lâm cửu u xem xong sững sờ phải biết rằng ở nơi như u minh quỷ đạo một ngày check mới được 1.000 điểm linh lực quả thật là mắc đến không hợp thói thường. chỉ có điều bây giờ phải làm thế nào với linh tuyền đây nếu để mặc không lo thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thế là lâm cửu u quyết định kiểm tra thử rốt cuộc dương linh của bản thân đã xảy ra vấn đề gì lâm cửu u kiểm tra tỉ mỉ cuối cùng đã tìm ra được vấn đề Lâm Cửu U phát hiện ở tim của mình có thêm một sợi tơ màu tím, có lẽ Linh Tuyền xuất hiện dị thường là có liên quan đến nó. Xem ra trước mắt nó không gây ra ảnh hưởng gì với anh, nhưng không biết thời gian tồn tại lâu dài liệu có làm rối loạn cân bằng âm dương vốn nằm trong cơ thể anh không. Chỉ là Lâm Cửu U cũng không biết làm thế nào để loại bỏ sợi tơ này, chỉ có thể đợi Linh Tuyền tỉnh lại xem thử có cách gì không. Bây giờ vẫn nên để Linh Tuyền ngủ một giấc vừa đúng hiện giờ anh cũng hơi buồn ngủ nhìn gương mặt say ngủ của linh tuyền lâm cửu u không khỏi cảm thán bình thường thoạt nhìn giống như bà điên nhưng thật ra lại là một đại mỹ nhân không biết có phải là mỹ nữ đệ nhất đương thời không nhưng ít nhất là trong số các cô gái mình từng gặp thì linh tuyền là người xinh đẹp nhất tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì ra là ý nghĩa này vừa nói thì cơn buồn ngủ cũng ập đến lâm cửu u lúc này linh tuyền tỉnh lại chất vấn lâm cửu u tại sao ngươi lại ngủ chung một giường với ta lâm cửu u cười híp mắt người nhìn thử xem đây là phòng của ai hơn nữa đệ tử thân là một thanh niên tốt đường đại, dựa vào ý chí mạnh mẽ mà chiến thắng dục vọng, không làm bất cứ chuyện gì với người. Linh Tuyền nghe xong cười ha ha, hỏi ngược lại, vậy sao? Ta lại cảm thấy ngươi không phải là chính nhân quân tử, chỉ là không có công năng mà thôi. Đối diện với sự nghi ngờ của Linh Tuyền, Lâm Cửu U cũng không tức giận, anh nói, lời nói này không thể nói quá quyết đoán, là lừa hai ngựa thì cưỡi rồi mới biết. Linh Tuyền hừ một tiếng, hỏi Lâm Cửu U, chẳng lẽ ngươi còn muốn chứng minh? Nhìn thấy Lâm Cửu U giống như thật sự muốn, Linh Tuyền đã nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp vung một bàn tay vào vào miệng của Lâm Cửu U. Lâm Cửu U lần đầu tiên bị ăn bàn tay đầy sát ý của Linh Tuyền, lại nhận được hai tấm phiếu rút thưởng. Điều này khiến Lâm Cửu U hưng phấn, bàn tay này đáng giá rồi. Lúc này Linh Tuyền ngồi lên từ trên giường, nhìn Lâm Cửu U bị táng lại rất phấn khích, không khỏi nghi ngờ anh có phải bị lừa đá không, hỏng cả não rồi. Lâm Cửu U lập tức ngồi lên nói, nếu như có thể đá đệ tử một cái thì đệ tử sẽ rất vui, thậm chí Lâm Cửu U còn nũng nịu nói, đến đây đi, đến đá người ta một cái đi, xin người đó. Linh Tuyền nổi cả da gà, vội vàng đi ra khỏi phòng và nói, ta đến tàng thư các lấy ít đồ. Lâm Cửu U vội vàng bảo cô đợi đã, Linh Tuyền liếc mắt nhìn anh hỏi, còn có phát ngôn biến thái gì nữa sao? Lâm Cửu U sờ đầu nói, bây giờ còn chưa có, đợi nghĩ ra rồi nói sau linh tuyền lập tức trừng mắt lâm cửu u sợ hãi nói đệ tử chỉ đang đủ thôi ngay sau đó lâm cửu u thay đổi vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bắt đầu nói chuyện chính đáng anh kể chuyện sợi tơ màu tím ở tim của mình đồng thời nghi ngờ nguyên nhân là từ sợi tơ tím đó chỉ cần linh tuyền hút dương linh của anh thì dục vọng sẽ dâng cao linh tuyền nghe xong lập tức đến trước mặt lâm cửu u sau một phen thăm dò kiểm tra cẩn thận linh tuyền bảo rằng không có vấn đề gì chỉ là một chút trò vặt thôi lâm cửu u muốn bảo linh tuyền giúp anh trừ khử nó nhưng cô lại từ chối dù sao thứ này tạm thời không có ảnh hưởng gì đến lâm cửu u không cần gấp bây giờ ta đến tàng thư các một chuyến nhưng lâm cửu u không hề biết lúc này trong lòng linh tuyền lại đang nổi cơn thịnh nộ vì chính thể của sợi tơ tím trong tim đó của lâm cửu u là hợp hoan chú không biết là tên khốn khiếp nào đã hạ chú linh tuyền cũng muốn tìm hiểu đêm qua tại sao bản thân lại mất đi khống chế bây giờ cô chỉ mong hôm qua không làm chuyện gì quá mất mặt sau đó rất nhanh hai người đã đến tàng thư các của hoàng cung tây kinh liễu vũ tây cũng đã ở đây chờ họ rất lâu sau đó cả đoàn người tiến vào trong tàng thư các liễu vũ tây đang định hỏi linh tuyền có cần giúp đỡ không thì cô trực tiếp đi về hướng bên cạnh một giá sách ở lầu một rất nhanh cô đã tìm thấy thi tập do linh uyên để lại lâm cửu u nhìn thơ tình viết trên thi tập không khỏi lên tiếng sư phụ huynh trưởng của người rất biết lãng mạn nhỉ chỉ là sao người lại biết sách đặt ở nơi này thế thì ra lúc linh uyên đến tây kinh cầu thân đã nói chuyện tín vật định tình này với linh tuyền Đột nhiên lúc này một phiến lá rơi ra từ trong thi tập, Linh Tuyền đưa tay nhặt lên, lúc nhìn thấy ký hiệu trên chiếc lá, cô khẽ nhíu mày lại, rồi hỏi Liễu Vũ Tây: "Có người nào từng đụng vào quyển thi tập này chưa?" Liễu Vũ Tây lắc đầu bảo: "Ta cũng không rõ." Lúc này Lâm Cửu U nói ra nỗi nghi ngờ của mình: "Tại sao thi tập làm tín vật định tình này không tặng cho Lan Đình công chúa mà lại để trong tàng thư các?" Linh Tuyền vừa định nói chiếc lá có phải là Lan Đình công chúa để vào không thì Lâm Cửu U nói câu này, bất luận là Linh Tuyền hay Liễu Vũ Tây đều cảm thấy có chút không hợp lẽ thường. Linh Tuyền bèn hỏi Liễu Vũ Tây, có thể dẫn ta đi gặp Lan Đình công chúa một lần không? Liễu Vũ Tây hơi chần chừ, bởi vì Lan Đình công chúa đã lâu không gặp ai rồi, cũng không biết cô ta có đồng ý không. Lan Đình công chúa ở tại chùa Vĩnh Túc bên ngoài hoàng thành, sau khi ăn trưa xong cô ấy sẽ qua đó hỏi thử. Lúc này Lâm Cửu U hỏi Linh Tuyền, chiếc lá vàng này rốt cuộc là có vấn đề gì? Linh Tuyền nhìn chiếc lá vàng, từ từ nói, ký hiệu này giống hệt như ký hiệu ở cửa động của U Minh Quỷ Đạo. Lâm Cửu U cảm thấy nghi ngờ, sao đệ tử chưa từng nhìn thấy? Linh Tuyền nói với giọng điệu khí thế hùng hồn, bởi vì cửa động không được quét dọn bị cỏ dại che mất rồi nhưng nhiều năm nay linh tuyền vẫn một mực tìm kiếm tung tích của linh uyên nhưng không hề có thu hoạch gì bây giờ lại nhìn thấy một chút hy vọng từ trên chiếc lá vàng này lâm cửu u to gan suy đoán ca ca của sư phụ có phải là đã vào u minh quỷ đạo rồi không hoàng đô Chù vĩnh túc liễu vũ tây mang theo lời thỉnh cầu của linh tuyền đến thăm hỏi bà cô của cô ấy cũng chính là lan đình công chúa không hổ là giới tu tiên, rõ ràng là đã mấy trăm tuổi, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết tuổi tác trên người của Lan Đình công chúa. Làn da trắng nõn, vóc người đẹp, gương mặt xinh đẹp đó, nói cô ta là thiếu nữ 18 đôi mươi cũng có người tin. Đồng thời lúc này ở tầm cung, Linh Tuyền vừa chờ đợi tin tức của Liễu Vũ Tây, vừa suy nghĩ tại sao Linh Uyên phải đặc biệt nói với cô thi tập để ở tàng thư các Tây Kinh. Lâm Cửu U nói, có âm mưu gì đó, hóa giải được âm mưu này, nói không chừng có thể tìm thấy được tung tích của ca ca người linh tuyền nghe xong tò mò nhìn dáng vẻ rất hiểu chuyện của lâm cửu u lâm cửu u nhìn thấy ánh mắt đó của linh tuyền bổ sung thêm một câu chuyện tranh đều viết như thế đấy nói thế nào thì anh cũng là tác giả chuyện tranh đã từng vẽ nhiều bộ loại cốt truyện này anh đã quá quen thuộc rồi hơn nữa lâm cửu u cảm thấy trên người của lan đình công chúa kia chắc chắn đang cất giấu bí mật gì đó nhưng linh tuyền lại không cho rằng như thế hơn nữa sắp gặp mặt rồi cô bảo lâm cửu u đừng suy đoán lung tung lâm cửu u thấy linh tuyền không tin nên đã đề nghị cá cược nếu như anh thắng thì linh tuyền phải đồng ý một điều kiện của anh linh tuyền hỏi anh điều kiện gì lâm cửu u trả lời đến lúc đó nói sau linh tuyền thấy thế cười híp mắt đồng ý nếu như đến lúc đó lâm cửu u thua anh cũng phải đồng ý một điều kiện của cô về phần là điều kiện gì thì đến lúc đó nói sau lâm cửu u cạn lời cái này là linh tuyền học theo anh à lâm cửu u thấy cá cược được thành lập bèn bảo linh tuyền giúp anh giải trừ sợi tơ tím trong cơ thể đó linh tuyền gật đầu bảo lâm cửu u cởi áo ra lâm cửu u nghe xong lập tức làm theo Cô nhìn thấy trên lưng của Lâm Cửu U xuất hiện hai cái lỗ, hơi nghi ngờ hỏi anh, là bị thứ gì cắn à? Lúc này Lâm Cửu U mới phát giác, nhưng do ở phía sau nên Lâm Cửu U không thể nhìn thấy, Linh Tuyền hình dung một chút cho Lâm Cửu U, giống như bị rắn cắn, Lâm Cửu U càng kinh ngạc hơn, bị rắn cắn, vậy sao anh chẳng có một chút cảm giác nào? Linh Tuyền kiểm tra tỉ mỉ một phen. Phát hiện sợi tơ tím hợp hoan chú trong cơ thể của Lâm Cửu U không phải là hút ra từ trên người của hoàng đế mà là từ hai cái lỗ này đưa vào trong cơ thể Lâm Cửu U. Lâm Cửu U cảm thấy không thể nào, dù sao dáng vẻ trước kia của hoàng đế cũng giống hệt với trạng thái của Linh Tuyền sau khi hút dương linh của anh. Lời nói này khiến gương mặt Linh Tuyền hơi nóng lên, đồng thời phản bác Lâm Cửu U, làm gì giống hệt chứ? Lâm Cửu U cảm thấy chắc hẳn là anh đã bị trùng độc gì đó cắn rồi, nếu như là rắn cắn thì sao anh có thể không biết được. Nhưng Linh Tuyền nói, ta không phán đoán nhầm đâu, luồng sức mạnh đó vẫn còn tàn dư trên lỗ. Lâm Cửu U nghe xong cảm thấy hơi lo lắng, luồng sức mạnh này còn có thể giải trừ sạch sẽ không? Linh Tuyền khẽ mỉm cười, biết được nguồn gốc thì việc giải trừ còn đơn giản hơn trước kia. Nói xong Linh Tuyền thổi một hơi vào Lâm Cửu U, khiến Lâm Cửu U nổi cả da gà. Anh vội hỏi Linh Tuyền, người đang làm gì thế? Linh Tuyền bực tức nhìn Lâm Cửu U nói, "Hút ra cho ngươi." Lâm Cửu U lập tức cảm thấy Linh Tuyền đang đùa giỡn với anh. Linh Tuyền bất mãn nhìn Lâm Cửu U, "Ngươi đang nghi ngờ phương pháp chữa trị của ta sao?" Sau đó cô trực tiếp cứng rắn ra tay không lâu sau lâm cửu u đeo một chiếc khăn choàng cổ đi theo liễu vũ tây đến nơi ở của lan đình công chúa ánh mắt lâm cửu u nhìn linh tuyền tương đối oán giận giống như dáng vẻ của một cô vợ bị chọc tức thì ra một tiếng trước lâm cửu u hoàn toàn toàn không tin phương pháp chữa trị của linh tuyền dù sao bị rắn độc cắn nói hút độc còn có thể tin được bây giờ lỗ máu trên cổ cũng không biết đã để lại từ lúc nào có thể hút ra thứ gì anh cảm thấy linh tuyền vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lần hút dương linh trước đó của anh nên bảo linh tuyền phải khống chế bản thân Mặc dù anh cũng có chút nhan sắc nhưng Linh Tuyền cũng không thể kích động như vậy. Linh Tuyền thật sự bị chọc giận, lập tức dùng lực bóp cổ Lâm Cửu U, có lòng tốt cứu anh mà anh lại nghi ngờ cô có mục đích đen tối. Linh Tuyền tối sầm mặt nói với Lâm Cửu U, tiểu tử thối, ta lười đấu võ mùng với ngươi, nếu ngươi còn nói thêm một câu thì xuống địa phủ chơi đi. Ngay sau đó Linh Tuyền há to miệng, cắn vào lỗ máu trên vai của Lâm Cửu U lúc Linh Tuyền thả ra, chỉ thấy một luồng khí tím quỷ dị bị Linh Tuyền hút ra từ từ hình thành nên một viên châu màu tím phía sau người của lâm cửu u sau khi toàn bộ bị hấp thụ xong viên châu tím trực tiếp nổ tung biến mất trong không khí không thấy gì nữa linh tuyền lên tiếng nói xong chuyện rồi điều khí một chút xem sao lâm cửu u ngẩn người ra nhanh như vậy sao chỉ có điều lâm cửu u cảm thấy bất mãn vì linh tuyền đã để lại vết cắn trên cổ của mình đây chắc chắn là muốn anh xấu hổ trước mặt liễu vũ tây cho nên lâm cửu u mới đeo khăn choàng cổ linh tuyền nhìn dáng vẻ lâm cửu u giống như cô vợ bị chọc tức nói với anh yên tâm đi ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm ngày tháng sau này chúng ta còn phải nương tựa nhau để sống mà lời nói nửa thật nửa đùa này khiến lâm cửu u hơi đỏ mặt lúc này bọn họ đã đến điểm mục tiêu mới phá hủy được bầu không khí đó liễu vũ tây gõ cửa nghe thấy có thể bước vào thì mở cánh cửa ra họ cùng bước vào nhà vì không gian quá tối nên không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của lan đình công chúa lan đình công chúa nói một câu với linh tuyền đã lâu không gặp sau khi linh tuyền nhìn thấy lan đình công chúa phát hiện hình như sức khỏe cô ta có chút không khỏe lắm lúc nói chuyện với cô lại ho liên tục Linh Tuyền cũng hỏi thăm vấn đề sức khỏe của Lan Đình công chúa, nhưng Lan Đình công chúa không trả lời mà hỏi ngược lại Linh Tuyền, tìm ta có việc gì không? Linh Tuyền nghe xong, cũng không nói mục đích đến, chỉ nói lời khách sáo. Lan Đình công chúa ho vài tiếng, thấy Linh Tuyền không nói, cô ta trực tiếp hỏi Linh Tuyền, chuyện tìm tung tích của Linh Uyên bây giờ có manh mối gì chưa? Linh Tuyền nghe xong nói, "Có." Điều này khiến Lan Đình công chúa đang bưng chén trà chợt dừng lại một chút trên không trung. Lâm Cửu U ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Anh không hiểu tại sao Linh Tuyền lại nói có, không phải là không có gì cả sao? lan đình công chúa sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi trực tiếp hỏi linh uyên đang ở đâu linh tuyền khẽ lắc đầu thể hiện chỉ là có manh mối mà thôi sau đó không nói gì thêm nữa cô lấy lý do sức khỏe lan đình công chúa không tốt không ở lại làm phiền nữa đứng lên cáo tử lâm cửu u lòng tràn đầy nghi ngờ không hiểu linh tuyền đang mưu tính gì lan đình công chúa nghe xong ho một tiếng rồi đồng ý đồng thời bảo liễu vũ tây tiễn khách liễu vũ tây nghe xong vâng lệnh chỉ là trong lòng cô ấy cũng nghi ngờ không thôi giống như Lâm Cửu U, cô ấy cảm thấy rất lạ, một người nóng lòng xin gặp, một người cũng nóng lòng chịu kiến, tại sao vừa gặp mặt đã thành ra như vậy? Sau khi ra khỏi chùa Vĩnh Túc, Linh Tuyền vừa đi vừa trầm tư trong lòng, rõ ràng cô chưa từng gặp Lan Đình công chúa, tại sao cô ta lại nói đã lâu không gặp? Lúc này Lâm Cửu U đuổi theo Linh Tuyền hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Linh Tuyền quay đầu lại, không trả lời, nhưng lại có ý dẫn dắt hỏi Lâm Cửu U, cảm thấy Lan Đình công chúa này thế nào? lâm cửu u cũng không nói được dù sao thì trong phòng cũng quá tối ngay cả lan đình công chúa trông như thế nào anh cũng không nhìn thấy rõ lúc này liễu vũ tây đuổi theo linh tuyền thấy thế cũng trực tiếp hỏi cô ấy cô có thường gặp lan đình công chúa không liễu vũ tây lắc đầu nói không thường gặp ngoại trừ ngày lễ quan trọng cần phải xuất tịch ra thì bình thường cũng không thường qua lại với bọn họ nói xong cô ấy hỏi ngược lại linh tuyền không phải người muốn hỏi chuyện của linh uyên tiền bối sao tại sao lúc bà cô hỏi thăm người lại nói đã có manh mối rồi linh tuyền im lặng chỉ vì hoàng thất tây kinh quá thâm sâu khó dò linh tuyền không thể xác định được tam công chúa liễu vũ tây này liệu có đáng tín nhiệm hay không cho nên linh tuyền tùy tiện tìm một cái cơ để nói qua loa cho xong sau đó cô đẩy lâm cửu u ở bên cạnh sang cho liễu vũ tây còn cô thì tự mình có một số chuyện phải làm lâm cửu u nghe xong kéo linh tuyền qua một bên nói với liễu vũ tây ta phải đi nói vài câu với sư phụ thì Gia Lâm Cửu U lo lắng Dương Linh trong cơ thể linh tuyền không đủ, không có anh ở bên cạnh có được không? Linh Tuyền rất vui mừng vì sự lo lắng của Lâm Cửu U, cô chỉ vào đầu Lâm Cửu U, bảo Lâm Cửu U, đừng xem thường sư phụ của mình. Sau đó cô dùng sức đẩy Lâm Cửu U đến bên cạnh Liễu Vũ Tây rồi nói với cô ấy, tiểu tử này giao cho cô. Lâm Cửu U nhìn Linh Tuyền từ từ rời khỏi tầm mắt của mình thì quay đầu lại cười nói với Liễu Vũ Tây, làm phiền cô rồi. Liễu Vũ Tây nghe xong, gương mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, một chút cũng không phiền công tử và trưởng lão đã giúp ta rất nhiều, ta cảm ơn còn không kịp nữa mà. Hình như cô ấy có một chút khuynh hướng hiến dâng. Rất nhanh hai người đã đến chợ đêm Tây Kinh để hẹn hò. Hai người đi dạo xung quanh, đột nhiên Lâm Cửu U bị một bảng hiệu nào đó thu hút. Trên bảng hiệu viết mấy dòng chữ quen thuộc, thì ra Tây Kinh là quốc gia mạnh về chăn nuôi, cho nên các loại thịt cũng nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn không phải có người xuyên không khác chứ. Lúc này bà chữ nhìn thấy Lâm Cửu U dừng trước tiệm bà ấy nên hỏi, có muốn một phần không? theo bản năng lâm cửu u hỏi có mì ý không câu hỏi này khiến bà chủ nghi ngờ lâm cửu u liền chỉ vào dĩa mì của thực khách ở một bên sau đó anh gọi một phần vị tiêu đen chín ba phần liễu vũ tây gọi một phần chín hoàn toàn lần này là do liễu vũ tây mời có điều hai người họ không biết có một người đang lén lút quan sát họ sau khi nhìn thấy bên cạnh họ không có hộ vệ người đó nở nụ cười gian tà hình như là đang ủ mưu gì đó trong lúc hai người đang dùng bữa liễu vũ tây nhìn lâm cửu u ăn đến mặt đầy vẻ thỏa mãn khẽ mỉm cười nói nếu như công tử thích thì ta có thể bảo đại chủ trong cung làm nhiều thức ăn ngon cho công tử ăn cô vừa dứt lời thì lâm cửu u đã trở nên hưng phấn đồng thời kể một loạt những món ăn mà liễu vũ tây chưa từng nghe qua chính trong lúc hai người bàn luận sôi nổi nguy cơ đã ập đến với họ hai người đều là người tu luyện nên rất dễ dàng né tránh được đòn tập kích đột ngột vừa rồi lâm cửu u né tránh lập tức nói người đến là ai mau nói tên đi phi đao tập kích hai người lâm cửu u bị tên thích khách thu về thích khách đối diện với câu hỏi của lâm cửu u chỉ thản nhiên trả lời một câu vô danh vô tánh là kẻ giết người lời nói vừa dứt thì phía trên không chung của hai người có vô số thích khách ngụy trang lần lượt chém về phía họ lâm cửu u bước một bước né tránh đòn tập kích của tên thích khách sau đó chân anh nhanh chóng vạch ra sau một bước hung hăng tung một cước đá vào người tên thích khách sau đó một tay anh túm lấy cổ của tên thích khách chất vấn bọn họ là do ai phải đến kết quả thích khách liều mạng vỗ một bạt tay sau khi lâm cửu u né tránh phát hiện tên thích khách lại tự đánh bản thân hắn vừa ngã xuống đất thì tên thích khách đã mất mạng rồi lâm cửu u im lặng liễu vũ tây nhắc nhở anh đám thích khách này đều là tử sĩ cẩn thận một chút đột nhiên một quả cầu sắt ập về phía của lâm cửu u lâm cửu u né tránh xong nhìn thấy đã có nhiều tên thích khách khác chém về phía mình lâm cửu u không sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú anh sớm đã thử một số chiêu thức trên tv tiếp theo đó anh tung một chiêu càn khôn chấn sơn thối những tên thích khách đánh về phía anh toàn bộ bị đá bay trong lúc chiến đấu kịch liệt lâm cửu u và liễu vũ tây vừa đánh vừa tiến gần lại với nhau liễu vũ tây hỏi lâm cửu u không bị thương chứ lâm cửu u trả lời chuyện nhỏ thôi mà sau khi tiêu diệt hoặc đánh bất tỉnh toàn bộ số thích khách lâm cửu u kéo khăn che mặt của một tên thích khách bị đánh bất tỉnh xuống đang định đánh thức hắn để hỏi ra hung thủ thật sự nhưng lâm cửu u lại không biết trong trận hỗn loạn vừa nãy vẫn luôn có một bóng người đang quan sát tỉ mỉ bọn họ mục tiêu của hắn chính là tam công chúa liễu vũ tây chỉ có điều hắn không ngờ bên cạnh cô ấy còn có một cao thủ như Lâm Cửu U, đối với việc này hắn không khỏi hừ một tiếng, lấy khăn che mặt ra, sau khi đeo khăn lên, sắc khí bắt đầu bộc phát ra từ trong ánh mắt của hắn. Đồng thời lúc này hệ thống của Lâm Cửu U lại vang lên lời cảnh báo, nhắc nhở Lâm Cửu U có Kim Đan cảnh tiến tới gần. Nhìn ba chữ Kim Đan cảnh to tướng, Lâm Cửu U lập tức ngơ ngẩn, ngay lập tức một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên mặt anh, sau đó anh nắm lấy tay của Liễu Vũ Tây, Liễu Vũ Tây không hiểu chuyện gì nên cảm thấy hơi xấu hổ nghe thấy lâm cửu u nói phải bỏ chạy cô ấy có chút chần chừ vậy tên thích khách đã bị đánh ngất xỉu phải làm thế nào lâm cửu u lập tức giải thích có cao thủ kim đan cảnh tập kích không chạy sẽ tiêu đời nghe thấy kim đan cảnh liễu vũ tây cũng sững sờ cô ấy không chần chừ nữa lập tức cùng chạy với lâm cửu u nhưng liễu vũ tây cảm thấy khó hiểu cao thủ kim đan cảnh trong tây kinh tổng cộng chỉ khoảng 10 người rốt cuộc là ai muốn giết ta nhưng hình như đã không kịp nữa rồi dưới ánh mắt hoảng sợ của liễu vũ tây vẫn là lâm cửu u phản ứng nhanh kéo liễu vũ tây ngã nhào xuống mặt đất tránh được lưỡi phi đao trên xích sắt đang ập tới lâm cửu u nhìn liễu vũ tây bị mình đè dưới người anh không biết diễn tả thế nào về cảm giác mềm mại đó nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại lập tức nói lời xin lỗi liễu vũ tây liễu vũ tây vội vàng lên tiếng không cần dù sao công tử cũng là vì cứu ta mà nhưng lâm cửu u đã không có thời gian nói chuyện yêu đương nữa sợi xích sắt phi đao đó đã quấn quanh trên cổ anh sau đó anh bị kéo rời khỏi liễu vũ tây bị ném mạnh trên mặt đất ở nơi xa tên thích khách đó nhìn lâm cửu u một cái rồi từ từ nói có thể phát giác được khí tức của ta rất nhạy bén đó vừa rồi thấy chiêu đá quét chân đó của ngươi còn cho rằng ngươi mạnh biết mấy xem ra bây giờ chẳng qua cũng chỉ là ở trình độ có thể đối phó với lính quèn mà thôi sợi xích này của ta há phải là loại mà ngươi có thoát khỏi được quả thật lâm cửu u hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát khỏi sợi xích sắt trên người anh đang phải chịu đựng sự áp chế về mặt cấp bậc bây giờ anh cũng không biết nên làm thế nào nữa lúc này hỏi hắn là ai tuyệt đối không phải là sáng suốt chẳng lẽ phải đặt hy vọng vào việc kẻ xấu chết vì nói nhiều sao nhưng hình như cũng chỉ có cách này thôi thế là lâm cửu u nói giết tam công chúa mà lại phái cả cao thủ kim đan cảnh đến chủ tử của ngươi không phải là quyền cao chức trọng thì chính là năng lực nổi bật tên thích khách nhìn lâm cửu u hỏi ngươi muốn nói gì lâm cửu u nói giết người trên đường nhiều người nhìn thấy như thế đại nhân vật trên kim đan cảnh chẳng qua chỉ có mấy người ngươi cho rằng các ngươi chạy thoát được à hắn không khỏi bật cười ha ha một tiếng đồng thời linh lực ngưng tụ trong tay trực tiếp đánh bay phi kiếm tập kích đến của liễu vũ tây hắn sớm đã để ý thấy liễu vũ tây liễu vũ tây không cam lòng chịu thua lại vung ra mấy luồng phi kiếm nhưng đều bị hắn dễ dàng đón lấy hắn còn cười nhạo liễu vũ tây ngươi đang chơi nhà tròi sao chơi nhà tròi không tốt à Nói xong câu này, ba thanh phi kiếm của Liễu Vũ Tây đột nhiên phát ra dị động, tiếp theo đó là một cú nổ cực lớn, nổ tung trên tay của hắn. Lâm Cửu U vừa mới vùng vẫy thoát khỏi xích sắt, không kịp nghỉ lấy hơi đã nắm lấy Liễu Vũ Tây tiếp tục bỏ chạy. Lâm Cửu U biết cú nổ vừa rồi không thể làm cao thủ Kim Đan cảnh bị thương được. Đột nhiên lúc này một thanh phi đao ập đến, Liễu Vũ Tây phát hiện vùng thoát khỏi tay của Lâm Cửu U, sau đó lập tức chắn phía sau người Lâm Cửu U, thanh phi đao đó trực tiếp đâm xuyên vào người Liễu Vũ Tây. Cô ấy bị thanh phi đao kéo về, kẻ ra tay chính là tên thích khách ban nãy liễu vũ tây cũng từ từ ngã xuống lâm cửu u nhìn thấy cảnh tượng này con ngươi kịch liệt co lại anh hét lớn một tiếng tam công chúa một đao này là liễu vũ tây xả thân chặn lại để cứu mạng lâm cửu u lâm cửu u đỡ liễu vũ tây trong lòng gương mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn cô ấy còn liễu vũ tây thì kiên quyết bảo lâm cửu u tự mình thoát thân đừng lo cho cô ấy cô ấy yếu ớt nói hôm nay hẹn hò cùng công tử đi chơi rất vui cô ấy còn muốn nói gì nữa nhưng do vết thương bị động khiến cô ấy nặng nề ho mấy tiếng lâm cửu u bịt chặt vết thương của liễu vũ tây lại bảo cô ấy đừng nói chuyện nữa anh nhất định sẽ đưa cô ấy đi cùng nhưng liễu vũ tây lại lắc đầu nói công tử mau tự chạy một mình ta không muốn trở thành gánh nặng nhưng lúc này một bước chân từ từ bước tới tên thích khách nghe thấy cuộc nói chuyện của họ không khỏi bật cười ha ha muốn đi à ta không cho phép lâm cửu u cực kỳ phẫn nộ nhìn hắn một cái anh lau đi giọt nước mắt của mình bế liễu vũ tây lên đặt cô ấy vào một nơi an toàn anh không thể để lại liễu vũ tây một mình bỏ chạy được hôm nay cho dù chết cũng phải chết cùng nhau liễu vũ tây vẫn còn muốn khuyên gì đó nhưng vì máu chảy quá nhiều đã hôn mê bây giờ hy vọng sống sót duy nhất của lâm cửu u chính là dùng điểm linh lực để đổi phiếu rút thưởng 10.000 điểm linh lực có thể đổi được 3 phiếu chỉ cần rút được vật phẩm hữu dụng thì họ có thể thoát được kiếp nạn này sau đó lâm cửu u hít sâu một hơi anh thầm cầu nguyện ngọc hoàng đại đế phật tổ như lai phù hộ rồi mở mắt ra ngay sau đó anh ngơ ngẩn cả người, trong miệng còn không khỏi chửi. Bãi, hai trong số ba tấm thẻ trước mặt Lâm Cửu U là chúc may mắn lần sau, một tấm còn lại là thẻ nhiệm vụ. Chỉ cần Lâm Cửu U nhảy 20 giây thì có thể nhận được kỹ năng màu lam sáp huyết cùng bạo. Lâm Cửu U lớn tiếng mắng hệ thống, có phải có bệnh không? Trực tiếp cho tôi không được sao? Cái hệ thống nát này rốt cuộc là do ai thiết kế vậy? Còn tên thích khách kia hiện giờ đang trong tâm thế mèo vờn chuột, muốn xem thử Lâm Cửu U còn vùng vẫy thế nào? nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy lâm cửu u đang nhảy múa trước mặt hắn đồng thời còn càng nhảy càng hăng hắn nhìn đến ngẩn người ra hắn nhớ đòn tấn công lúc nãy không hề đánh trúng đầu của lâm cửu u thì ra sau khi lâm cửu u nhìn thấy thuyết minh về kỹ năng sắp huyết cùng bạo thì lập tức hạ quyết tâm phải múa một màn dù sao kỹ năng loại nổ cũng là thứ hiện giờ anh cần dù sao anh không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ thay anh tên thích khách có xấu hổ hay không thì không biết dù sao bây giờ hắn cũng đã có ý định giết lâm cửu u rồi mà thời gian nhiệm vụ bên phía lâm cửu u chỉ còn lại 3 giây ở một giây cuối cùng khi xích sắt phi đao ập đến nhiệm vụ nhảy múa của lâm cửu u đã hoàn thành anh đã thu hoạch được kỹ năng sắp huyết cùng bạo ngay sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát trong cơ thể của lâm cửu u phi đao lao tới trực tiếp bị linh lực bộc phát của lâm cửu u đánh bay ra tên thích khách ngẩn người sao cảnh giới của hắn lại vọt lên đến kim đan cảnh chỉ trong chốc lát như thế mặc dù nói là lâm cửu u bùng nổ đến kim đan cảnh nhưng anh biết bây giờ mình vẫn đánh không lại tên thích khách đó hơn nữa Liễu Vũ Tây còn bị trọng thương, cứ tiếp tục dây dưa chỉ có hại chứ không có lợi. Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Lâm Cửu U, anh đang tu đạo quỷ mờ, chỉ cần anh có thể tiếp xúc được với thân thể của hắn thì có thể hút cạn hắn rồi, nhưng vấn đề là phải làm sao để đến gần hắn đây? Nếu không phải là Hấp Tinh đại pháp đang trong quá trình hồi chiêu, hoàn toàn có thể thông qua sợi xích để gián tiếp hút dương linh của hắn. Đột nhiên Lâm Cửu U nhếch mép cười một cái, anh đã nghĩ ra rồi tại sao nhất định phải là anh đi tiếp xúc với hắn chứ cứ để hắn mạnh hơn đến tiếp xúc anh không phải tốt hơn sao thế là lâm cửu u bắt đầu nói khích hắn thông qua cuộc chiến đấu vừa rồi anh đã hiểu được một số tính cách của hắn bị anh nói khích không tin không bộc phát nhưng hắn cũng không phải là phản phái không có đầu óc hắn biết lâm cửu u đang cố ý khích hắn nhưng hắn vô cùng tự tin về thực lực của bản thân hắn tin chắc rằng lâm cửu u có chiêu thức gì hắn cũng đều có thể phá giải còn lâm cửu u thì thật sự không có chiêu thức anh dự định chịu một đòn của hắn cùng là kim đan nhiều nhất thì đòn này cũng chỉ làm gãy một cái xương sườn của anh thôi sau khi hắn tung một trưởng vào ngực của lâm cửu u lâm cửu u phun ra một ngụm máu rồi lập tức nắm chặt lấy tay của hắn lâm cửu u vốn còn cho rằng đã thực hiện được rồi tiếp theo chỉ cần hút cạn hắn là được kết quả anh đã đánh giá cao lực hút của bản thân xem thường thực lực của hắn lúc bị anh hút dương linh hắn vẫn còn dư lực đánh một trưởng về phía anh lâm cửu u tối sầm cả mặt anh cũng bị một trưởng này đánh bay chính trong lúc này một sợi tóc trắng bay qua linh tuyền đột ngột hiện thân ở phía sau của lâm cửu u sau khi đón lấy lâm cửu u linh tuyền cười và hỏi đồ đệ đánh nhau có vui không ra ngoài dạo lâu như vậy không trở về vi sư còn cho rằng hồn của ngươi đã bị tiểu cô nương bắt mất rồi chứ sau khi nhìn thấy linh tuyền cả người lâm cửu u lập tức thả lỏng lâm cửu u cáo trạng với linh tuyền nói có người ức hiếp anh muốn giết chết anh muốn linh tuyền ra mặt cho mình linh tuyền nhìn thấy tất cả những chuyện này sau đó ném lâm cửu u xuống bảo cô ra mặt cho anh là không sai nhưng vừa rồi lại lợi dụng cô không ít tuy nhiên đồ đệ của cô không phải ai cũng có thể đánh được sự xuất hiện của linh tuyền không hề khiến tên thích khách sợ hãi nhưng ngay lập tức hắn đã ngờ nghịch rồi hắn lại bị linh tuyền đá một cước bay ra mà không có chút lực phản kháng nào cú đá này của linh tuyền đã khiến ba hồn bảy vía của hắn bay đi mất còn linh tuyền thì thản nhiên nhìn hắn một cái và nói đồ đệ của ta chỉ mình ta có thể ức hiếp lúc này lâm cửu u bảo linh tuyền đừng giết chết giữ mạng hắn lại để tra hỏi tên thích khách chỉ lạnh lùng cười một tiếng ngay sau đó hắn chừng to mắt gân xanh nổi lên từng luồng khí đen quỷ dị tuôn tràn ra từ trong cơ thể của hắn lúc nhìn lại thì hắn đã là một cái xác khô rồi nhưng lúc này lâm cửu u lại cảm thấy nghi ngờ linh tuyền hỏi anh làm sao thế chỉ thấy dao găm của lâm cửu u có cắm một con sâu vẻ mặt linh tuyền trở nên nghiêm nghị cô nói với lâm cửu u đây không phải là một con sâu bình thường chắc hẳn là một thứ nào đó có thể ký sinh bắt mấy con về đi vốn dĩ lâm cửu u chê ghê tởm không muốn đồng ý kết quả linh tuyền nói một câu không nghe lời của vi sư nữa sao câu nói này khiến lâm cửu u không thể không đồng ý sau đó linh tuyền ném một bình thuốc cầm máu cho lâm cửu u bảo lâm cửu u cầm máu cho liễu vũ tây ta có chuyện phải rời khỏi một chuyến vừa nói linh tuyền vừa triệu hoán phi kiếm ra vội vã rời khỏi